biểu hắn muốn xác định nhận nhiệm vụ có chút đáng tiếc thở dài ngươi thật muốn đi mạo hiểm ta biết ngươi muốn tấn cấp diệt ma chiến tướng nhưng ngươi đừng có dùng mạng của mình đi liều a chỉ cần ngươi bồi bồi tỉ ta nhất định toàn lực giúp ngươi ha ha giang giật cười ha hả thiên lực rót vào hồ sơ bên trong cuốn tông lượng lên một đạo quang mang nhiệm vụ chính thức khởi động hắn nhún vai một cái nói thật có lỗi ta người này mệnh tiện ăn không được cơm chùa mai tỉ ngươi tìm người khác đi Nói xong Giang giật đem hồ sơ ném vào trong giới chỉ, quay người nhanh chân rời đi, bước chân hắn dị thường kiên định, lưng như kiểu lưới kiếm sắc bén thẳng tắp, tựa như một cái quyết tuyệt chịu chết mãnh sĩ. Ngu xuẩn, nhìn qua Giang giật rời đi, mai tỷ trong mắt vẻ tiếc nuối thối lui, dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, nàng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, thật đúng là cho là mình thêm thông minh cái này một vạn chiến công rất mê người, ngươi lại không mệnh trở về cầm. Đáng tiếc, lão nương còn không có cơ hội hành hạ xong ngươi, người liền phải chết. Hắc hắc, La Hính là La gia thiếu tộc trưởng, lần này chết một lần La phù nổi trận lôi đình, đến lúc đó tuyệt đối sẽ giận cho đánh mèo diệt ma các, diệt ma các tụ không thể không cùng lạc gia liên hợp. Nghiêm nhan tiểu thư quá lợi hại, hừ hừ, La gia lần này các ngươi tất phong, cái này thần ưng thành không phải họ La, mà là họ Lạc. Chương 1321, không theo lẽ thường ra bài. Giang giật trở lại ở lại trong lầu các, hắn vẻn vẹn ngồi một lát liền rời đi. Hắn đem Huyền Thần Khải giải trừ tinh thần liên hệ lưu tại gian phòng của mình bên trong, trên người hắn có một kiện trung phẩm thần khí chiến giáp, cái này Huyền Thần Khải bán hắn không bỏ được, lưu cho Hắc Thần vừa vặn. Hắn còn để lại theo diệt ma các bên trong mua được yêu tộc tu luyện bí tịch, mặt khác hắn lưu lại 500 thần nguyên cùng một phong thư. Hắn cũng không có cùng Hắc Thần cáo biệt, hắn không thích ly biệt lúc thương cảm. Trên thư viết rõ, như hắn 10 ngày về không được thì cho thấy hắn đã chết, để Hắc Thần chính mình hảo hảo ở tại thượng giới ở lại như có cơ hội đi Lam Sư Thành tìm xem Giang Tiểu Nô, để chính nàng nghĩ biện pháp đi tìm Mạc Vũ Tộc, trở về tộc đàn. Hắn vốn còn muốn đi dò cha Mạc Vũ Tộc nhưng không có thời gian, hắn uống xong một giọt không có dễ nước, linh hồn quả nhiên trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp 10 lần, hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành hắc thần dáng vẻ, nhanh chóng đi Nam Thành. Sau đó lại thay đổi huyễn 7-8 lần bộ dáng, giờ phút này hắn như thế cường đại linh hồn, đoán chừng tựu là bình thường diệt ma chiến vương đô nhìn không ra hắn ngụy trang, sở dĩ hắn phi thường yên tâm. Bảy lần quạt tám lần rẽ, hắn tìm được lạc khuynh nhan để hắn đi một nhà thương hội. Thời gian điểm phi thường tốt, hắn vẻn vẹn đợi một canh giờ, thương hội hậu viện một chiếc thần châu tựu bay lên không, hướng phía nam nhanh chóng bay đi. Cái này thần châu là đi phương nam thần hỏa thành, muốn đi ngang qua ma hỏa sơn mạch phụ cận, phí tổn lạc khuynh nhan đã sớm phái người giao đồng thời còn âm thầm yểm hộ hắn rời đi xác định sẽ không để cho la ra bất luận kẻ nào phát giác. Cức dương bộ lạc rời đi thần ưng thành không xa, cưỡi thần châu, chỉ cần hạ giới 6 ngày thời gian tả hiếu. Nhưng thần châu tốc độ nhanh, giống như dựa vào giang giật chính mình đi đường, ít nhất cần thời gian mấy tháng, còn dễ dàng bị người của la ra nửa đường truy sát. Còn như, la hính bọn người làm sao phát hiện hắn đi ma hỏa sơn mạch, la hính có thể hay không tự mình đến truy sát những chuyện này không cần giang giật đi cân nhắc, là khuyên nhan hết thảy đều sẽ an bài tốt giang giật chỉ cần tại ma hỏa sơn mạch phụ cận hạ thần châu là đủ thần châu bên trong ngồi rất nhiều người những người này cũng đều là đi thần hỏa thành đại bộ phận là thiên thần cấp bậc còn có bảy tám tên thần tướng giang giật hóa thân thành một cái bình thường lão giả tìm một cái góc trở ra tựu ngồi xếp bằng cái gì đều mặc kệ lạc tiểu thư quả nhiên có sắp xếp trong này có hai cái là nàng người nàng là sợ ta chạy a à. giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng không ngoài dự liệu bên ngoài hắn phát hiện hai đạo thần thức không lưu ngân dấu vết ở trên người hắn đảo qua, nếu không phải hắn giờ phút này linh hồn phi thường cường đại, còn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, là tuyệt đối không có cách nào dò xét đến. Giống như đây hết thảy đều là lạc huynh nhan bố trí, cái này thần ưng thành đệ nhất tiểu thư tâm trí cũng quá kinh khủng. Giang giật âm thầm kinh dị, hết thảy đều tính toán thiên y vô phùng, đoán chừng hắn còn chưa tới ma hỏa sơn mạch, là hĩnh liền sẽ kịp thời nhận được tin tức hắn tiếp nhiệm vụ cưới thương hội thần châu, chính hướng ma hỏa sơn mạch bay đi la hính nhận được tin tức khẳng định trước tiên theo đuổi giết mặc kệ giang giật tựu căn bản không nghĩ tới đào tẩu hắn muốn đánh cược một phen hắn muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này trở về làm một vạn chiến công hắn phải sống sót muốn đi lam sư thành tìm tới giang tiểu nô hắn như đào tẩu có thể bỏ chạy cái nào đến lúc đó sợ là la ra cùng lạc ra đều sẽ đuổi giết hắn hắn căn bản không có cách nào sống sót hắn đường ra duy nhất liền là thành công hoàn thành nhiệm vụ sau đó trở lại thần ưng thành, tấn thăng diệt ma chiến tướng, đến lúc đó để hà thống lĩnh nghĩ biện pháp dẫn hắn đi lam sư thành. Hà thống lĩnh như thế nào tại lạc gia cùng la ra ngay dưới mắt đem hắn bí mật mang đi, giang giật đã không đi cân nhắc, hắn lựa chọn tin tưởng hà vĩ, hà thống lĩnh cho hắn cảm giác cũng là nói là làm người. Tu luyện, hắn khu trừ trong đầu tạp niệm, về sau sự tình về sau lại nghĩ, hắn cần lĩnh hội tiềm ẩn thuật, tu luyện thiên lực, dạng này mới có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. a à, một lĩnh hội hắn liền phát hiện khác biệt, giờ phút này linh hồn hắn như thế cường đại, não hải vận chuyển tốc độ đạt tới bình thường nghìn lần. Dạng này cảm một tốc độ phi thường nhanh, hắn vội vàng ức chế nội tâm kích động, hết sức chăm chú lĩnh hội tiềm ẩn thuật, một giọt không có dễ nước chỉ có thể tăng phúc linh hồn hạ giới thời gian nửa ngày, mỗi một hơi thở thời gian đều vô cùng trân quý. Não hải như thế cao tốc vận chuyển phía dưới, giang giật mỗi một canh giờ đều tương đương với bình thường một nghìn cái canh giờ, cảm một tốc độ quá nhanh quá nhanh, tại không có dễ nước tiêu hao hoàn tất, linh hồn hắn cường độ bắt đầu yếu bất lúc, hắn thế mà đem tiềm ẩn thuật cảm ngộ nhập môn. Hô hô, bất luận một loại nào thời gian ngắn tăng phúc năng lực đan dược đều sẽ có hậu di chứng, chờ không có dễ nước triệt để tiêu hao về sau, giang giật linh hồn lập tức vô cùng mỏi mệt, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, kém chút trực tiếp mê man đi qua. Hắn cắn răng để cho mình tỉnh lại, giờ phút này có thể ngàn vạn không thể ngủ đi qua, nếu không huyễn ảnh thần thông hội mất đi hiệu lực. Hắn nhắm mắt tựa ở góc tường, nghỉ ngơi trọn vẹn ba bốn canh giờ linh hồn bên trong cảm giác suy yếu mới chậm rãi biến mất hắn mở to mắt thở ra một hơi thật dài thần thông nhập môn sự tình phía sau liền dễ làm mặc dù cảm mộ tốc độ trở nên chậm nhưng sau khi nhập môn chỉ cần một đường thôi diễn xuống dưới triệt để cảm mộ đây chẳng qua là vấn đề thời gian thời gian trôi qua nhanh chóng năm ngày đi qua thần châu một đường phá không mà đi vô cùng an toàn tao mộ một lần hỗn độn thú đơn giản bị thần châu bên trên thương hội hộ vệ dẫn ra Lạc huynh nhan an bài phi thường đúng chỗ, năm ngày thời gian không có một cái nào truy binh đuổi theo, la ra lớn như thế gia tộc, thời gian dài như vậy đều không ai đuổi theo, không cần phải nói lạc huynh nhan tuyệt đối có bố trí. Tốt, tiêm ẩn thuật đại thành, chỉ là đáng tiếc nơi này không thể thí nghiệm. Giang giật tại lúc này mở mắt, đôi mắt chỗ sâu đều là hưng phấn, cái này thần thông là diệt ma các, sẽ không có vấn đề. Hắn xuyên thấu qua trong suốt vách tường hướng ra phía ngoài nhìn lại, lấy ra một phần địa đồ so sánh trải qua xác định rời đi ma hỏa sơn mạch không xa, hẳn là một ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Dựa theo ước định, một ngày sau hắn nhất định phải hạ thần châu, đến lúc đó đoán chừng la hính cũng nhanh đến, truy sát sẽ bắt đầu. Hắn nhất định phải bôn tàu nửa ngày lộ trình, đến ma hỏa sơn mạch chỗ sâu hỏa hồ phụ cận. Hỏa hồ nhưng thật ra là tòa nham tương hồ, phụ cận có một tòa cửa đại núi lửa, hàng năm phun trào, cái kia tiến hóa viễn cổ cấp hỗn độn thú ngay tại núi lửa nội bộ phổ cận nghe nói hồng hoang cấp hỗn độn thú có hơn 10 đầu, bất quá loại này hỗn độn thú đối với la hĩnh bọn người khẳng định không có áp lực, giang giật suy đoán la hĩnh lần này hội mang ít nhất một tên trở lên thần vương hộ vệ. Sở dĩ không đem bọn hắn dẫn dụ đến hỏa hồ phụ cận, kinh động cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú, là không cách nào đánh giết truy binh. La ra truy binh không diệt hết, giang giật cũng vô pháp đào tẩu, chờ không có dễ nước sau khi dùng xong, hắn tuyệt đối sẽ bị la gia truy binh chém giết, điểm này hắn cùng là khuyên nhan mục tiêu là nhất trí. Bất quá, Giang Giật cũng không hề hoàn toàn dựa theo lạc khuyên nhan kế hoạch đi, tại thần châu đi lại nửa ngày sau, hắn đột nhiên cùng thương hội quản sự quát khẽ, dừng lại, ta muốn hạ thần châu. Ừ, kia hai tên giám thị Giang Giật liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thương hội cũng không quản, một tên quản sự truyền lời vào trước khoang thuyền, thần châu dừng lại đại môn mở ra, Giang Giật bắn ra, rơi vào phía dưới trong quần sơn chi chít. Tiểu tạp vái một tên lạc gia võ giả thình lình đứng dậy thấp giọng thầm mắng gian giật không theo lẽ thường ra bài thoát ly bọn hắn trưởng khống nếu là làm rối loạn bố cục là hính bọn người tìm không thấy hắn sở hữu bố trí đều sẽ phí công nhọc sức đừng nóng vội một người khác âm hiểm cười truyền âm nói là hính đã ở trên đường tiểu tử này tốc độ chỉ có nhanh như vậy là hính mang theo gần trăm tên thần tướng một tên thần vương nhiều người như vậy nhẹ nhõm có thể tìm tới hắn đưa tin cho cổ thống lĩnh cáo chi tình huống sớm bố trí thời khắc tất yếu giúp tiểu tử này thoáng cái không thể để cho hắn đến hỏa trước hồ chết đi, mồi nhử nếu là không còn, con cá còn thế nào mắc câu đâu. chương 1322, đi săn bắt đầu. hưu Giang giật tại núi hoang bên trong lao nhanh không ngừng, hắn phi thường tinh tường theo rời đi thần châu một khắc này, chính mình thời khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm, có thể hay không sống sót muốn nhìn hắn chạy nhanh không nhanh, vận khí tốt không xong. Theo đi theo lạc khuyên nhan đi nàng biệt viện bắt đầu, mọi chuyện tựa hồ cũng tại nàng tính toán bên trong, Giang giật phát hiện cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử, bố cục năng lực thật là đáng sợ, không rõ chi tiết hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Sở dĩ hắn sớm nửa ngày lộ trình hạ thần châu, chính là vì thoát khỏi khống chế của nàng, hoặc là nói tạm thời thoát ly khống chế của nàng, dạng này sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Là khuyên nhan cái gì đều bố trí xong, là hình tuyệt đối đã ở trên đường, mà lại hẳn là cũng tại theo cục này từng bước một hướng cạm bẫy đi tới. Giang giật dạng này đột nhiên cải biến hành trình, liền có thể vì chính mình tranh thủ nửa ngày thời gian nửa ngày thời gian không coi là nhiều là những người tốc độ nhanh như vậy rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn chạy vẫn là chạy không thoát bất quá có thể kéo xa mười mấy vạn lý khoảng cách thử một chút tiềm ẩn thuật bôn tàu ngàn dặm đường trình thần châu đã sớm không còn hình bóng giang giật cũng không có phát hiện kia hai cái giám thị chính mình thần tướng hạ thần châu không bằng hắn không yên lòng dự định thử một chút tiềm ẩn thuật xem xét hạ phải chăng có người truy tung ông hắn vận chuyển tiềm ẩn thuật, thần châu hiện lên một đạo bạch quang, tiếp lấy thân thể của hắn thế mà dần dần trở nên đến trong suốt, cuối cùng biến mất tại một cái cự thạch phía dưới, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét. Thật thần kỳ, thiên nhân hợp lại trạng thái dưới, hắn có thể dung nhập phủ cận thiên địa bên trong, có thể cảm ứng được cảnh vật xung quanh, hắn phát hiện thân thể của mình thế mà biến mất vô tung vô ảnh, giống như không phải chính hắn dò xét chính mình, có thể cảm ứng đạo, bằng không hắn căn bản không biết cái này dưới tảng đá còn ngồi một người. Hắn tinh tế cảm ứng tình huống xung quanh, chọn vẹn dò xét ba nén hương thời gian, xác định không ai truy tung về sau, hắn mở mắt thối lui ra khỏi tiềm ẩn trạng thái. Đồng thời dựa theo ước định, biến trở về chính mình dáng vẻ vốn có, lúc này mới nhanh chóng hướng ma hỏa sơn mạch bôn tẩu mà đi. Hắn hạ thần châu trước cha xét địa đồ, nơi này khoảng cách hỏa hồ còn có hơn một ngày lộ trình, đương nhiên nếu như hắn sử dụng lạc huynh nhan cho hắn kia bình phục linh đan, có thể đạt tới rút ngắn thời gian rất lâu. Nhưng Giang Giật không dám dùng, bất kỳ cái gì thời gian ngắn tăng lên năng lực đan dược đều có hậu di chứng, đến lúc đó nếu là tao ngộ truy binh tựu mã lạc qua bích, vật kia là dùng đến tựu mệnh. Hắn sức liều toàn lực lao nhanh, một bên trên đường tìm kiếm nhiệm vụ cần trùm tua đỏ thảo, không có đỏ anh thảo coi như hắn hoàn thành lạc huynh nhan cho nhiệm vụ, cũng vô pháp nhận lấy kia một vạn chiến công. A, à, bôn tẩu hơn một canh giờ, lúc đầu phụ cận hẳn là rất dễ dàng nhìn thấy đỏ anh thảo, nhưng không có phát hiện một gốc. Giang giật cẩn thận quan sát dưới, phát hiện rất nhiều nơi cỏ dại có bị cắt qua vết tích. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, là khuyên nhan quả nhiên hết thảy đều bố trí xong, phụ cận đỏ anh thảo hẳn là đều bị hủy diệt, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có đi ma hỏa sơn mạch. Lợi hại, Giang giật âm thầm bội phục, nữ tử này tâm kế quá kinh khủng, bất kỳ cái gì chi tiết đều không có phạm sai lầm, lặng yên thao túng đây hết thảy hắn không nghĩ nhiều nữa, tốc độ cao nhất lao nhanh, bôn tàu nửa ngày thời gian hắn lần nữa phát hiện một cái chuyện quỷ dị nửa ngày thời gian, hắn bôn tàu mấy trăm vạn dặm lộ trình, trên đường không chỉ có không có hỗn độn thú, tự liền bóng người cùng phổ thông giã thú đều không có một cái. Phụ cận có người, hắn đôi mắt nhất chuyển, có một cái to gan phỏng đoán, là khuynh nhan hẳn là tại phụ cận an bài có người, bảo đảm hắn thành công bỏ chạy ma hỏa sơn mạch. Bằng không hắn ở nửa đường bị hỗn độn thú xử lý, tất cả bố trí sẽ giao chi đông lưu. Rất tốt, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, trò chơi này là càng ngày càng tốt chơi. Sinh tử nguy cơ phía dưới, để hắn nhiệt huyết có chút sôi trào, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tiếp tục lao nhanh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Oanh, tại sao ba canh giờ, giang giật sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Khoảng cách xa như vậy, tiếng nổ còn truyền đi rõ ràng như thế, không cần phải nói là có cường giả khai chiến nữa. Giang giật đôi mắt nhất chuyển, mơ hồ minh bạch một chút sự tình. Hưu, hắn phi thường quả quyết lấy ra phục linh đan nuốt vào, đan dược này vào miệng tan đi, một dòng nước nóng theo dạ dày bên trong hướng thân thể bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giang giật tại thời khắc này cảm giác toàn thân tựa hồ cũng có dùng không hết lực lượng, bắp thịt toàn thân xương cốt đều trở nên dị thường cường đại, loại cảm giác này quá tốt rồi, tựa hồ một quyền có thể đem một đầu hỗn độn thú tươi sống cho đập chết. Ông, nơi xa một đạo vô hình gợn sóng phúc tán mà đến, tại giang giật trên thân thể đảo qua, như trong ngày mùa đông thổi tới một đạo hàn phong đem giang giật bừng tỉnh, ánh mắt của hắn hướng sau lưng quét qua, nơi xa quả nhiên trên đường chân trời xuất hiện bốn cái chấm đen, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này đánh bay mà tới. Truy binh rốt cuộc đã đến, giang giật trong mắt tinh mang lóe lên, hắn vừa rồi suy đoán hoàn toàn là chính xác, bất luận vừa rồi bạo tạc là chuyện gì xảy ra, mục đích không cần nói cũng biết, đang nhắc nhở hắn truy binh tới, có thể vận dụng phục linh đan đường chạy. Đi, hắn khụy hai chân xuống, thân thể như như đạn pháo hướng phía trước mới bay bắn đi, cái này nhảy lên lại nhảy lên mấy ngàn trượng không chung, sau đó như như đạn pháo rơi xuống, vẻn vẹn một bước tự vượt ngang ngàn trượng khoảng cách. Oanh, Giang giật trùng điệp đem dưới chân một cái cự thạch dẫm nát, thân thể tiếp tục bay đi, như một cái viễn cổ hình người như cự thú, hướng ma hỏa sơn mạch chạy như điên. a à, nơi xa lúc đầu cấp tốc đến gần bốn tên thần tướng thoáng cái trận tròn mắt Giang giật tốc độ làm sao tăng lên nhanh như vậy thoáng cái đạt đến thần tướng đỉnh phong, đem bọn hắn bỏ lại xa xa, lập tức liền muốn không còn hình bóng. Là mục tiêu không sai, hắn nên được đến một bình phục linh đan, bằng không hắn liền sẽ không là bôn tẩu mà là phi hành, các người nhìn hắn lực lượng khống chế được phi thường tranh lệch, tuyệt đối là lần thứ nhất sử dụng phục linh đan. Không sai, nhanh đưa tin cho thiếu tộc trưởng, để bọn hắn hướng bên này bọc đánh, phục linh đan sử dụng qua đi hội cực kỳ suy yếu, một khi dược lực qua đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn tên thần tướng thảo luận một trận, một người lấy ra một khối long hình ngọc bội đưa tin, còn lại ba người thì nhanh chóng tách ra thành hình quạt hướng phía trước vây giết mà đi. Bốn người vừa rồi đều dùng thần thức dò xét giang giật, giang giật cũng không có sử dụng không có dễ nước, cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước, đây là cùng lạc huynh nhan ước định, để la hính người xác định hắn liền tại phụ cận. Tìm tới cái kia tạp trùng, khoảng cách bên này ngàn vạn dặm một chiếc thần châu bên trong, một tên cùng la hoan có chút giống nhau, bất quá bên trái lông mày bên trên lại khoản nốt rồi thịt kim bào công tử trẻ tuổi ngọc bội trong tay sáng lên, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, vung tay lên quát khẽ nói, toàn lực phi hành, đuổi theo cho ta giết, đưa tin xuống dưới để bọn hắn theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đi, đuổi kịp cái kia tạp trùng khác đừng giết chết, ta muốn dẫn trở về tại bộ lạc bên ngoài tự mình giết chết. Rửa sạch la ra chúng ta sỉ nhục, thần châu bên trong ngồi 20 người, đồng phục người mặc kim sắc chiến giáp, không qua đi cóng cũng không có chiến thần các thần long ký hiệu, chỉ là ngược trái có một cái màu nâu đao mang huy chương Trong đó 19 người đều là thần tướng, còn có một tên thần vương, toàn bộ thần tướng không người lĩnh mệnh, quát khẽ phân, thiếu tộc trưởng Ông, thần châu quang mang một thịnh, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy phần, nhanh chóng hướng giang giật vị trí khu vực phương hướng đuổi theo Không lâu lắm, phụ cận phương viên ngàn vạn giảm bên trong cộng lại có 70, 80 người bọn hắn đều người mặc cùng thần châu bên trên thần tướng giống nhau như đúc chiến giáp, trong tay bọn họ ngọc phù đều phát sáng lên, toàn bộ người lập tức đằng đằng sát khí cải biến hướng bay, hướng giang giật chỗ khu vực vây giết mà đi. Đi săn bắt đầu, chương 1323, phích lịch hạch. Phục linh đan sử dụng thời gian tương đối ngắn, không có dễ nước còn có nửa ngày thời gian, cái này phục linh đan lại chỉ có thể dùng một canh giờ. Bất quá một canh giờ đủ để cho giang giật lao nhanh mấy trăm vạn dặm đường, có thể so sánh bình thường bôn tẩu đại nửa ngày như cho hắn thẳng tắp bôn tẩu đoán chừng một canh giờ sau đều có thể đến hỏa hồ phụ cận đáng tiếc la hĩnh người cũng không để cho hắn toại nguyện bôn tẩu hơn phân nửa canh giờ hắn đã tới lần trước tao ngộ hai cái hỗn độn thú phụ cận địa vực bên trái đằng trước đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió hắn trong tầm mắt năm cái chấm đen nhanh chóng tới gần truy binh bọc đánh mà đến rồi sang giật giờ phút này nhục thân đạt đến thần tướng đỉnh phong đối phương năm người này cũng không nhất định có thần giới đỉnh phong, sở dĩ trên lý luận giang giật cũng e ngại mấy người kia. Nhưng hắn phi thường tin tưởng hắn không phải thần tướng đối thủ, một khi bị năm người vây kín hắn rất có thể sẽ bị đánh giết. Coi như không bị giết, bị bọn hắn cuốn lấy một đoạn thời gian, chờ phục linh đan dược hiệu biến mất, kết cục cũng thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ giang giật phi thường quả quyết không có tiếp tục hướng hỏa hồ phương hướng bôn tẩu, quay đầu hướng phía nam chạy như điên, trước vứt bỏ mấy người lại nói hỏng bét, bôn tẩu thời gian một nén nhang, Giang giật phát hiện phía sau một điểm đen từ đầu đến cuối không vung được, nội tâm của hắn trầm xuống, năm người kia bên trong lại có một cái thần tướng đỉnh phong, tốc độ cùng hắn bất phân cao thấp, hắn căn bản là không có cách vứt bỏ hắn. Liều mạng, hắn đôi mắt nhất chuyển, quyết định đụng một cái, không đem người này kích thương hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Đừng nói dược lực thời gian lập tức liền muốn tới, liền nói hành tung của hắn thời khắc bị người nắm giữ, dạng này phi thường dễ dàng bị vây giết, là ra như thế cường đại, lần này người truy sát tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mười mấy tên thần tướng. Tốc độ của hắn chậm rãi yếu bớt, sắc mặt cũng biến thành thời gian dần trôi qua yếu ớt, hai mắt thất thần, một bộ phục linh đan dược hiệu liền muốn qua bộ dáng. Đằng sau kia thần tướng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách song phương, thần thức quét qua sau lập tức tinh thần đại chấn, tốc độ tăng nhanh mấy phần, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu trắng chiến phủ, hàn quang lấp lánh, chờ khoảng cách song phương rút ngắn ngàn trượng về sau, hắn đột nhiên hướng giang giật phương hướng bổ ra một búa. Xuy suy một đạo bạch quang như ngân hà rủ xuống, hoa phá thiên tế đột nhiên đập chúng giang giật phía sau lưng, vào thời khắc ấy giang giật bên ngoài cơ thể một kiện màu trắng chiến giáp hiển hiện, chặn cái này một kích chí mạng, không bằng hắn thân thể bị trùng điệp đập bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Hừ, thần tướng trong mắt quang mang lấp lánh, như một cái diều hâu gào thét mà xuống, trong tay cự phủ lần nữa sáng lên đối giang giật rơi xuống dãy núi hung hăng một bổ ầm um, ngọn núi nhỏ kia bị tươi sống chém thành hai bên giang giật thân thể bị nện tiến vào lòng đất trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra ngực chiến giáp đều bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ trong hai tròng mắt đều là tuyệt vọng trong tay xuất hiện một cái hỏa long kiếm đột nhiên điên cuồng từ dưới đất bắn ra đồ thần chảm phóng thích ba đầu hỏa long gào thét mà đi điêu trùng tiểu kỹ thần tướng nhìn qua trên mặt đều là vẻ dữ tợn giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt giờ phút này giang giật khí tức trên thân hồi phục đến thiên thần trình độ, mà lại công kích này uy lực hắn thấy quá yếu quá yếu, hắn cảm giác giang giật tựa như một cái kiến tộc, tiện tay có thể dùng bóp chết. Ông, hắn bên ngoài cơ thể chiến giáp quang mang lấp lánh, lại là một kiện trung phẩm thần khí, hắn cự phủ cũng phát sáng lên. Bất quá nhìn thấy giang giật ngực đều là huyết có chút trần chờ như hắn lần nữa bổ ra một búa vạn nhất đem giang giật đánh chết làm sao bây giờ hắn đôi mắt nhất chuyển đem đầu phủ thu vào, trong tay xuất hiện một đầu roi, tựa hồ chuẩn bị chói buộc Giang Giật. Tốt, Giang Giật không có một tia thần thái đôi mắt, tại thời khắc này sáng như tinh thần, hắn hỏa long kiếm bên trên hỏa diễm tuôn trào ra, mười mấy đầu phong long dẫn dắt những cái kia hỏa diễm nhanh chóng hướng thần tướng dũng mãnh lao tới. Đồng thời hắn giới chỉ quang mang lóe lên, đột nhiên đem một nắm lớn màu đen tiểu thiết châu hướng phía trước ném mạnh mà đi, trong chốc lát khắp thiên đều là màu đen thiết châu, thân thể của hắn tại thời khắc này cũng nhanh chóng bắn ngược trở về. Cái này hỏa diễm, Thần tướng giật mình, trong tay Nguyễn Tiên còn chưa tới cùng công kích Giang Giật trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì cái này hỏa diễm quá bá đạo, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch, tựu liền hắn đều cảm giác được ngạt thở. Không bằng hắn người mặc trung phẩm thần khí chiến giáp, hắn không cho rằng cái này hỏa diễm có thể thiêu chết hắn, hắn bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng hắn quên đi một sự kiện, đồ thần chẳng có thể mượn nhờ thiên địa chi thế chân áp địch nhân, cho dù đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn tốc độ không thể tránh khỏi yếu bớt mấy phần. Tốc độ một chậm, hỏa diễm nhiệt độ cao cuốn tới, để toàn thân hắn đều bắt đầu cháy rừng rực, khí huyết quay cuồng, thiên lực có một tia nhiễu loạn. Lần này tốc độ càng chậm hơn, nội tâm của hắn lần nữa giật mình, trong lúc nhất thời đều quên kia bay đầy trời bắn mà đến thiết châu, trong lòng suy nghĩ làm sao che diệt hỏa diễm. Ừ, như thế cấp bậc cường giả, tốc độ phản ứng phi thường nhanh, hắn rốt cục chú ý tới kia đầy trời thiết châu, cũng phát giác được giang giật tốc độ tiêu thăng bắt đầu rút lui điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn hiểu được đây là giang giật mưu kế hắn dược lực căn bản không có tiêu hao hết hắn đang diễn trò mục đích đúng là vì giờ khác này cái này thiết châu có vấn đề hắn giật mình tỉnh lại thần thức tại đầy trời thiết châu bên trên đảo qua lập tức phát hiện vấn đề trong đó có một viên thiết châu không phải thiết châu mà là phích lịch thạch đáng tiếc hắn phản ứng đã muộn hỏa diếm cuốn tới để tốc độ của hắn càng chậm hơn khoảng cách song phương quá gần phích lịch thạch bị giang giật toàn lực ném mạnh mà ra thoáng cái đập chúng hắn, phích lịch thạch bên trong năng lượng cường đại bị kích phát mà ra, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Oanh, bốn phía không gian kịch liệt rung động, không trải qua giới không gian quá ổn định, như thế năng lượng cường đại bạo tạc đều không có xé rách ra khe hở, chỉ là gây nên cuồng phong gào thét, tiếng oanh minh chấn thiên. Thần tướng tại trung tâm vụ nổ tiếp nhận to lớn lực trùng kích, lực lượng cường đại xuyên thấu qua trung phẩm thần khí chiến giáp truyền lại đi vào, để toàn thân hắn đều cảm giác bị xé nứt, thân thể cũng bị trùng điệp đập bay ra ngoài. Cường giả này thực lực đạt tới thần tướng đỉnh phong, nhục thân vô cùng cường đại, tại kịch liệt như thế bạo tạc phía dưới xương cốt thế mà không gãy, vẻn vẹn nội tạng bị chấn động. Bất quá toàn thân làn da đều dung hợp hỏa diễm cho đốt bị thương, một mảnh thịt khét mùi khét, hắn phát ra vài tiếng thống khổ kêu thảm, trên mặt đất lộn vài vòng, xác định chính mình cũng không có bị trọng thương về sau, hắn nổi giận bay vụt mà lên, chuẩn bị trực tiếp diệt sát Giang Dật. La Hĩnh bàn giao muốn bắt sống Giang giật nhưng cái này thần tướng đỉnh phong giờ phút này đã bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, hắn lại bị một cái nho nhỏ thiên thần làm cho như thế chật vật việc này truyền đi, hắn ngày sau tại la ra tuyệt đối không mặt mũi thấy người. Không đúng, hắn thân thể vừa mới bay vụt mà lên, lập tức cảm giác không được bình thường, hắn phát hiện trong thân thể có một đạo quỷ dị năng lượng tại tán loạt, lặng yên tiến vào máu của hắn bên trong, chính nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Mẹ nó, tiểu tử này tại phích lịch thạch bên trên bôi bỏ cạp hoàng bột tiểu tạp chúng ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thần tướng nổi trận lôi đình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang giật hướng nơi xa chạy như điên, biến mất trong tầm mắt. Bỏ cạp hoàng bột là kịch độc chi vật, đương nhiên đối với hắn cái này cấp bậc võ giả tới nói, không đủ để chí mạng, đem độc tố bước đi ra cũng chỉ cần trong chốc lát, vấn đề là. Trong chốc lát giang giật đã sớm chạy không còn hình bóng. Oanh, mạng nhỏ quan trọng, hắn thân thể bay vụt mà xuống, giới chỉ quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu hắn đột nhiên hướng trên không trung ném mạnh mà đi, viên cầu nổ tung, một cỗ chấn động kịch liệt hướng tứ phía biện pháp bao phủ đi, khóe miệng của hắn cười lạnh nói, tiểu tạp trùng, thiếu tộc trưởng bọn hắn liền tại phụ cận, người phục linh đan dược lực cũng muốn mất hiệu lực a à ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Chương 1324, tiểu tử kia. Không thấy, oanh, Giang giật chạy đi trăm dặm khoảng cách, hậu phương giữa không trung truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ, hắn quay đầu quét qua sắc mặt lạnh lẽo, thần tướng thả ra đạn tín hiệu, đoán chừng rất nhanh liền có vô số cường giả hướng bên này vào tới. Phục linh đan dược lực hoàn toàn chính xác trèo chống không được bao lâu, giang giật một bên chạy vội một bên bốn phía liếc nhìn, lần nữa bôn tẩu ra ngoài là chăm dặm về sau, hắn trong con ngươi quang mang sáng lên, hắn phát hiện một cái rất tốt địa phương. Núi lửa, phía trước có một cái nho nhỏ miệng núi lửa, bất quá hỏa sơn khẩu phụ cận 10 dặm cỏ xanh xung xuê, rất rõ ràng núi lửa này gần nhất rất nhiều năm đều không có phun trào, là một ngọn núi lửa không hoạt động. Hắn phi thường quả quyết hướng miệng núi lửa chạy đi, sau đó trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa, hắn cũng trước tiên lấy ra không có dễ nước uống vào một giọt. Bành, núi lửa này phi thường nhỏ, vẻn vẹn hạ xuống mấy trăm trượng hắn tự nện vào nham tương bên trong, hắn thân thể theo nham tương bên trong bắn ra, bốn phía liếc nhìn, phát hiện hắn cần địa phương. Cách đó không xa núi lửa trên vách có một cái lồi ra tới đột thạch, hắn thân thể bay vọt mà lên, lập tức dùng huyễn ảnh thần thông cải biến bộ dáng, hắn đem hỏa long kiếm thu nhập hỏa linh châu bên trong cầm trong tay hỏa linh châu xếp bằng ở đột trên đá trên người hắn bạch quang lóe lên thả ra tiềm ẩn thuật thân thể nhanh chóng biến mất núi lửa bên trong khôi phục bình tĩnh tiềm ẩn thuật liền dựa vào ngươi giang giật thì thào một tiếng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng không dám tu luyện cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng chạy hắn là chạy không được sở dĩ hắn chỉ có thể ẩn đi để cho địch nhân tìm không thấy hắn núi lửa này là phụ cận tốt nhất ẩn thân địa điểm giống như tiềm ẩn thuật vô dụng, hắn bị phát hiện, hạ tràng sẽ rất thảm. Vù vù, vẹn vẹn hai nén hương thời gian, bốn phương tám hướng tự có hơn 10 người hướng bên này vào tới, đằng sau còn có mấy chục người nhanh chóng bọc đánh mà đến, trước hết nhất bay tới mười mấy người cũng không có tinh tế dò xét, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng tên kia bị giang giật kích thương thần tướng vị trí chỗ ở bay đi. Là cơ, người làm sao thụ thương người đâu, một đường bay tới, bọn hắn cũng không nhìn thấy giang giật, cuối cùng tìm được tên kia thần tướng, một lão giả nghiêm nghị dò hỏi thần tướng ngay tại bức độc hắn ngạc nhiên mở mắt ra nói trên người tiểu tử kia có phích lịch thạch còn có một cái bảo vật có thể phóng thích kinh khủng hỏa diễm phích lịch thạch bên trên hắn bôi bỏ cạp hoàng bột ta không cẩn thận chúng chiêu a à, tiểu tử này theo các ngươi tới phương hướng đào tẩu các ngươi trên đường không có gặp phải ách à, mọi người liếc nhau đầy mắt kinh nghi thời gian mới trôi qua như vậy một lát bọn hắn lại là từ nơi này phương hướng bay tới tiểu tử kia làm sao có thể tránh thoát bọn hắn dò xét một người lưu lại, những người còn lại tách ra truy. Lão giả quát khẽ một tiếng, một người lưu lại thủ hộ la cơ, đồng thời tại phụ cận tìm kiếm. Những người còn lại thì phân biệt hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đuổi theo, lão giả kia còn trước tiên đưa tin cho hướng bên này bay tới la hính. La hính thu được đưa tin về sau, lập tức tinh thần đại chấn, lập tức để cho người ta đưa tin, đưa tin xuống dưới, đem kẻ bên này ngàn vạn giảm khu vực đoàn đoàn bao vây, cẩn thận tìm kiếm, không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào, tiểu tử kia sử dụng phục linh đan, dược hiệu liền muốn qua, hắn chạy không được bao xa. Hắn xuất thân đại gia tộc, kiến thức phi thường rộng khắp, phục linh đan hắn hiểu rõ phi thường tinh tường, đây là Lam ưng phủ một cái siêu cấp gia tộc luyện chế độc môn đan dược, trên thị trường cũng không lưu thông. Bất quá giang giật có thể lấy được loại đan dược này hắn không có chút nào kỳ quái, bởi vì cái kia siêu cấp gia tộc thế hệ hiệu trung diệt ma các, diệt ma các nội bộ có thể sử dụng chiến công hối đoái loại đan dược này, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là liên tưởng đến chuyện này phía sau có người điều khiển cũng quên đi một điểm mỗi một mai phục linh đan đều cần giá trên trời chiến công mới có thể hối đoái giang giật trên người có bao nhiêu chiến công hắn cũng không cảm kích trong đầu của hắn chỉ là nghĩ bắt lấy giang giật về sau làm sao đem hắn tại bộ lạc bên ngoài ngược sát quét quét qua diệt ma các mặt mũi đánh một trận lưu thống lĩnh mặt tại hắn điều khiển phía dưới gần trăm tên thần tướng thành một tấm lưới đánh cá tại phương viên trăm vạn lý phạm vi bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm Tên kia thần vương nhưng không có động, hắn mục đích tới nơi này không phải đánh giết đuổi bắt giang giật. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ La Hính an toàn, sở dĩ lúc bình thường hắn cũng sẽ không rời đi La Hính. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, La Hính thần châu đã đạt đến La cơ vị trí, La cơ độc bước đi ra, ngay tại phụ cận tìm kiếm, để La Hính nổi giận vô cùng chính là dòng dã nửa canh giờ, nhiều người như vậy tìm kiếm, thế mà không có tin tức gì hồi báo. Tình huống như thế nào? La Hĩnh mang theo tên kia thần vương cùng năm tên thần tướng đỉnh phong bay ra thần châu. Hắn nổi giận nhìn qua bay tới La Cơ, lạnh giọng hỏi: La Cơ, người không phải nói tiểu tử kia liền tại phụ cận người đâu? Hồi thiếu tộc trưởng, La Cơ cùng một tên khác thần tướng mặt mũi tràn đầy chua sót chắp tay trả lời: Chúng ta đã đem phụ cận tìm tòi hai lần, tiểu tử kia không thấy. ầm, um, La Hĩnh trong tay xuất hiện một cái xinh đẹp hẹp dài chiến đao, đối La Cơ hung hăng đánh xuống một đao, đem hắn trực tiếp đập bay ra ngoài hắn nổi giận giận dữ hết, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao các ngươi đưa tin nói hắn phục dụng phục linh đan ngươi còn nói cùng hắn khai chiến cũng đã thương hắn phục linh đan dược hiệu qua lâu rồi, hắn giờ phút này hẳn là suy yếu phải đi bất động đường. Nhưng ngươi nói cho ta, hắn mất tích hắn chẳng lẽ hội phi thiên độn địa không thành vẫn là. Ngươi đang nói láo, là cơ há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, không để ý tới lao vội vàng lần nữa bay tới nói, thiếu tộc trưởng thuộc hạ dùng cả nhà lão tiểu tính mệnh phát thệ. Ta nói tới toàn bộ đều là tình hình thực tế, còn tiểu tạp chủng này tại sao lại mất tích thuộc hạ xác thực không biết thuộc hạ vô năng thiếu tộc trưởng phải phạt muốn giết thuộc hạ tuyệt không nửa điểm lời oán giận tìm toàn bộ cho ta đi tìm tìm không thấy tên tiểu tạp chủng kia toàn bộ các người khác đừng trở về la hĩnh nổi giận vung tay lên phía sau hắn mấy tên thần tướng đỉnh phong cũng bay ra ngoài la cơ hai người càng là như chó nhà có tan nhanh chóng bay đi chỉ có tên kia trung niên thần vương không nhúc nhích trầm mặc giữa không trung lơ lửng la hĩnh bay trở về thần châu chờ tin tức nhưng thời gian từng điểm từng điểm đi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì hồi báo, hắn đưa tin hỏi thăm cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đợi chừng 4 canh giờ vẫn là không có bất cứ tin tức gì, là hính giờ khác này ngược lại theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại, hắn trầm ngâm thời gian một nén nhang về sau, ánh mắt quét về phía trung niên thần vương nói, lộc thúc, đó căn bản không có đạo lý. Tiểu tử kia thực lực xác định là thiên thần cấp bậc, không phải tại cuồng thần bảo hắn sớm chạy trốn, là cơ cũng không nói dối như vậy chỉ có một loại khả năng hắn cũng không có đào tẩu mà là có một loại phi thường thần kỳ ẩn núp thần thông ta suy đoán hắn còn có thể có được không có dễ nước nếu không lại nghịch thiên ẩn núp thần thông cũng không thể tránh thoát nhiều người như vậy dò xét nếu không ngài vất vả một chuyến đi dò xét hạ Chìm gọi lộc thúc trung niên thần vương tán thưởng nhìn la hính một chút kỳ thật hắn đã sớm suy đoán ra tới không bằng hắn cũng không có nói cho la hính hắn mục đích tới nơi này không chỉ là bảo hộ la hính lần này cũng là la ra đối la hính khảo nghiệm ta đi dò xét có thể. Lộc thúc trầm ngâm một lát trả lời, người triệu tập 30 người trở về bảo hộ ngươi đi, mà lại ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ta trở về trước đó ngươi một bước đều không cho rời đi nơi này, nếu không nếu như ngươi chết, ta nhất tộc cũng sẽ bị tộc trưởng diệt sát. Ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn, la là hĩnh nhẹ gật đầu, lấy ra long hình ngọc bội đưa tin ra ngoài, sau gần nửa canh giờ 30 tên thần tướng bay trở về, lộc thúc trong mắt hàn quang lóe lên nói, tất cả mọi người nghe, ta không có trở về trước đó thiếu tộc trưởng giao cho các người bảo hộ, hắn như ra nửa điểm vấn đề, ta giết các ngươi nhất tộc. Thiếu tộc trưởng xin yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu như ta không có suy đoán sai, tiểu tử kia hẳn là ngay tại phương viên người trong vạn dặm, bằng vào thần trí của ta nhẹ nhõm có thể tìm tới hắn. chương 1325, chạy trốn, lộc thúc nói chuyện rất ngạo khí, đó là bởi vì hắn thực lực cường đại cho hắn cuồng ngạo tiền vốn, tại thần ưng thành bên trong lộc thúc chiến lực tuyệt đối có thể xếp hạng trước 100, bởi vì hắn là trung giai thần vương. Thần ưng thành nhất cường đại là La Phù, là thành chủ, diệt ma các các chủ, ba cái đều là thần vương đỉnh phong. Bình thường tình huống dưới phổ thông trong thành trì là không có thần đế, nếu có nhân cảnh giới đạt tới thần đế hoặc là thiên sát, cùng diệt ma chiến thần tình trạng, đều sẽ đi phủ thành, hoặc là trực tiếp đi sông sáo thiên giới mấy đại giới diện. Lộc thúc thực lực có thể đạt tới trung giai thần vương, tại thần ưng thành cũng là có tên tuổi nhân vật, nếu không cũng sẽ không để hắn đến bảo hộ La Hính. Vừa bay ra thần châu, hắn thần thức lập tức giống như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, hắn dò xét phi thường cẩn thận, thần thức quét qua dưới mặt đất 10 vạn trượng chi sâu. Còn 10 vạn trượng phía dưới hắn không có dò xét, bởi vì liền xem như hắn cũng vô pháp rất khó đến 10 vạn trượng sâu dưới mặt đất, đất này sát giới bùn đất càng hướng xuống càng cứng rắn, đến 10 vạn trượng nhất thần vương đều rất khó phá vỡ, chứ nói chi là giang giật cái này cấp bậc võ giả hắn dò xét tốc độ không nhanh không chậm đã nhiều người như vậy dò xét mấy lần đều không thể phát hiện giang giật khẳng định có được rất cường đại ẩn núp thần thông sở dĩ hắn cần cẩn thận dò xét xác định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khu vực cùng manh mối hắn rất nhanh liền phát hiện dấu vết để lại là cờ cũng không hề nói dối hắn phát hiện hai người chiến đấu vết tích đồng thời xác định là phích lịch thạch bảo tạc phụ cận còn có bỏ cạp hoàng bột giang giật vết máu cũng bị hắn phát hiện một đường theo truy tra vẻn vẹn gần nửa canh giờ, hắn tựu đã tới giang giật ẩn thân núi lửa phụ cận. Nhưng mà, hắn tại phụ cận tra xét rõ ràng một lần, cũng không có phát hiện giang giật, thậm chí thần trí của hắn tại núi lửa bên trong đảo qua, đang ngồi xếp bằng đột trên đá giang giật trên thân đảo qua, cuối cùng cũng không có phát hiện hắn. Hắn đánh giá thấp linh hồn của mình cường độ, cũng đánh giá thấp huyễn ảnh thần thông cùng tiềm ẩn thuật không có dễ nước kết hợp lại uy lực, những cái kia thần tướng tìm không thấy giang giật tựu phi thường tốt hiểu được, điểm trọng yếu nhất chính hắn đi vào chỗ nhầm lẫn. Hắn một mực tại dò xét vết tích, chú trọng nhất cũng là vết tích, nhưng giang giật phi thường thông minh, tại núi lửa bên trong không có để lại nửa điểm vết tích. Giống như hắn vận dụng hỏa long kiếm khai quật một cái hang đá loại hình, hội trong nháy mắt bị lộc thúc phát giác được, giờ phút này núi lửa bên trong không có nửa điểm bị người động đậy vết tích, sở dĩ lộc thúc tùy ý quét một lần tựu hướng địa phương khác dò xét mà đi. Đương nhiên, lần này có thể thuận lợi như vậy, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Điểm này Giang giật chính mình cũng không biết, núi lửa phụ cận có huyết dịch, một đường hướng nơi xa dọc theo, cách mỗi mấy trăm trượng tựu có một giọt. Lộc thúc như thế cường đại thần thức tự nhiên có thể nhẹ nhõm dò xét đến, sở dĩ một đường đi theo truy tra mà đi. Huyết dịch từ đâu mà đến? Giống như Giang giật biết rõ phụ cận có huyết dịch lời nói, đoán chừng sẽ lập tức liên tưởng đến lạc khuynh nhan. Trên thực tế cái này đích xác là lạc khuynh nhan để cho người ta cố ý hiểm hộ Giang giật, Bằng vào giang giật chút thực lực ấy cùng thần thông, nếu như không có người phối hợp yểm hộ, hắn là tuyệt đối đi không đến hỏa hồ. Lạc khuyên nhan hao tốn lớn như thế đại giới, vận dụng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không để kế hoạch sắp thành lại bại, cái này mồi nhử đến hỏa hồ trước đó tuyệt đối không thể chết. Hô hô, các loại chờ lục thúc hướng nơi xa bay đi, trọn vẹn rời đi thời gian một nén nhang về sau, giang giật mới mở to mắt thở ra một hơi thật dài. Mấy cái này canh giờ đến, có vô số thần thức ở trên người hắn đảo qua, cái này một đạo là kinh khủng nhất, Giang giật phán đoán đây tuyệt đối là thần vương cấp bậc. Làm sao bây giờ, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, không có dễ nước dược lực còn có ba canh giờ, kia thần vương quá kinh khủng, hắn phi thường lo lắng cái này thần vương đem phụ cận dò xét một lần về sau, hội lần nữa trở về đem chỗ khả nghi dò xét. Đến lúc đó không có dễ nước mất đi hiệu lực, linh hồn hắn sẽ vô cùng suy yếu, căn bản là không có cách đào tẩu. Phục linh đan dược hiệu biến mất về sau, thân thể của hắn phi thường suy yếu, bất qua thân thể suy yếu không quan trọng mà một khi linh hồn hư nhược lời nói hắn tiềm ẩn thuật rất có thể hội mất đi hiệu lực đến lúc đó thần tướng đều có thể tìm tới hắn giờ phút này đi qua mấy canh giờ thân thể của hắn cảm giác suy yếu đã biến mất hắn có thể lại dùng một viên phục linh đan nghĩ biện pháp vào tới hỏa trong hồ chỉ cần đến hỏa hồ hắn tự có cơ hội sống sót bởi vì nơi đó có rất nhiều hỏa hệ hỗn độn thú hắn không sợ nhất liền là hỏa đi hắn nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không an toàn hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, không có dễ nước dược hiệu thoáng qua một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này hành động còn có một chút hy vọng sống. Ông, hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông lắc mình biến hóa, biến thành la cơ dáng vẻ. Vô luận chiến giáp, bề ngoài, hình thể đều cơ hồ giống nhau như đúc, giống như không phải cùng la cơ quen biết người, không cùng hắn đi cùng một chỗ, là căn bản không phát hiện được. Linh hồn khí tức hai người cũng không đồng dạng, nhưng giang giật không có dễ nước còn không có mất đi hiệu lực, chỉ cần không gặp được cái kia thần vương, bình thường thần tướng là không cách nào dò xét. Hưu, hắn nuốt chừng một viên phục linh đan, nhục thể lần nữa tăng cường gấp 10, hắn như một cái như cự thú tại miệng núi lửa trên vách đá dựng đứng nhảy bắn mấy lần bắn ra, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, phán đoán hỏa hồ mới hướng về sau nhanh chóng tiềm hành. Hắn nhục thân rất cường đại, nhưng như cũng không cách nào phi hành, không đạt tới thần tướng cấp bậc, thiên lực không đủ hùng hậu không cách nào chống cự đất này sát giới cường đại trọng lực lần này hắn không dám nhảy quá cao tránh cho bị người phát hiện bước chân hắn cũng vô cùng nhẹ thời khắc tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng bốn phía ba động bên trái đằng trước có biến bôn tàu ngàn dặm về sau giang giật thân thể đột nhiên ngừng lại hắn trước tiên liệm khí tức xếp bằng ở dưới một cây đại thụ thả ra tiềm ẩn thuật quả nhiên vẹn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp một đạo thần thức như gợn nước phúc tán mà đến cũng may cũng không có tại giang giật trên thân dừng lại tiếp tục hướng nơi xa phúc tán mà đi nơi xa cũng truyền tới một đạo tiếng xé gió, một tên thần tướng nhanh chóng bay tới, lại nhanh chóng biến mất ở phương xa. Đi, Giang giật phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dọc, may mắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, may mắn cái này không có dễ nước để linh hồn hắn cường đại gấp 10, bằng không hắn tuyệt đối không cách nào theo không gian ba động bên trong phán đoán có địch nhân tới gần. Hắn quả quyết cùng lực phản ứng cũng cứu được hắn một mạng, như chế thời gian ba cái hô hấp, hắn tuyệt đối phải bị phát hiện. Hắn hưng phấn lên, thành công tránh thoát một tên thần tướng dò xét, để hắn lực lượng tăng nhiều, nơi này cách khai hỏa hồ cũng không xa, giống như lên đường bình an, hắn tuyệt đối có thể tại không có dễ nước mất đi hiệu lực trước đó đến hỏa hồ. Hưu, hắn nhanh chóng tiềm hành, lần này càng chú ý, thời khắc đều tại cảm ứng bốn phía không gian ba động, chỉ cần có bất kỳ dị động hắn sẽ lập tức ngừng tiến lên, trước tiên phóng thích tiềm ẩn thuật. Cái thứ sáu, sau hai canh giờ, hắn lần nữa tránh khỏi một tên thần tướng lục soát. Đoạn đường này đi tới hữu kinh vô hiểm, hắn thành công tránh khỏi sáu cái thần tướng dò xét cũng sắp đến hỏa hồ hắn không cần nhìn địa đồ đều biết hỏa hồ ngay tại phía trước bởi vì kề bên này địa hình thay đổi hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ sa mạc bốn phía không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối chỉ có màu nâu đỏ bùn đất cùng thạch đầu rất rõ ràng hỏa bên hồ kia truyền đến nhiệt độ cao quanh năm suốt tháng phía dưới để bùn đất cùng thạch đầu biến thành màu nâu đỏ cũng làm cho thực vật không cách nào sinh trưởng giang giật nếm thử đem hỏa linh châu thu nhập trong giới chỉ bốn phía nhiệt độ cao để hắn lập tức mồ hôi nóng lâm ly, khí huyết quay cuồng. Hẳn là nhiều nhất còn có gần nửa canh giờ liền có thể đến hỏa hồ. Giang giật lấy ra hỏa linh châu, đầy mắt hưng phấn tiếp tục chạy như điên, bất quá lần này bôn tẩu hai nén hương thời gian hắn lại ngừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng đắng chát. Bởi vì, đối diện một ngọn núi ngồi xuống lấy một người, người kia tựa hồ bay mệt mỏi, nghĩ ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Cũng chính vì vậy, Giang giật mới không có dò xét đến không gian ba động, không có phát hiện người này. Đây là người thần tướng, vẫn là gặp qua một lần người quen, là cùng la cơ cùng một chỗ truy sát qua hắn la ra thần tướng. chương 1326, người là Giang Giật. Tên này la ra thần tướng cũng rất mơ hồ, Giang Giật biến thành la cơ dáng vẻ, gần như giống nhau như đúc. Duy nhất nghi điểm ngay tại ở Giang Giật là bôn tẩu mà đến, mà không phải bay tới, mà lại Giang Giật cho la ra thần tướng cảm giác, tựa hồ có chút thần vận không đúng, không có la cơ trên mặt ngung cuồng cùng ngạo khí. La Cơ là thần tướng đỉnh phong, vẫn là La Gia chi thứ con em. Sở Dĩ bình thường tại La Gia rất ngông cuồng, bình thường thần tướng ai cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng giờ phút này La Cơ trong mắt ngạc nhiên cùng đắng chát bị cái này thần tướng nhào bắt được, Sở Dĩ hắn mới có hơi mơ hồ. Giang Giật linh hồn tăng phúc gấp 10, não hải chuyển động thật nhanh, hắn trong nháy mắt tự phản ứng lại, quát khẽ nói: "Mau trốn! Đằng sau tới một cái hỗn độn thú, ta thụ thương." Nói Giang Giật nhanh chóng hướng bên kia thần tướng phóng đi trên mặt còn lộ ra một tia hoảng sợ, kia thần tướng bản năng khẽ giật mình lập tức đằng không mà lên, đi theo giang giật hướng hỏa hồ phương hướng bỏ chạy, hắn thần thức cũng nhanh chóng hướng về sau mặt tìm kiếm. Không đúng, hắn thần thức quét qua lập tức phát hiện vấn đề, nơi xa cũng không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có hỗn độn thú khí thức. Mà lại nếu như người nọ là la, la cơ tuyệt đối sẽ không nói như vậy, là cơ hội nổi giận gian dậy hắn, để hắn đi trước đứng vững hỗn độn thú, mà không phải để hắn cùng một chỗ trốn ánh mắt của hắn hướng phía dưới la cơ nhìn lại đột nhiên tỉnh ngộ lại bởi vì la cơ trên thân dâng lên sát khí ngập trời tốc độ đột nhiên tăng lên như một cái như cự thú hướng hắn bay vụt mà đến trong tay xuất hiện một mồi lửa trường kiếm màu đỏ quang mang lấp lánh ba đầu hỏa long gào thét mà tới không sai sang giật động thủ hắn theo cái này thần tướng ánh mắt bên trong nhìn ra vấn đề người này đã đang hoài nghi hắn hắn nếu không nghĩ bại lộ hành tung bị một đám thần tướng cùng thần vương truy sát chỉ có chém giết người này Ngươi không phải La Cơ, ngươi là ai? Thần tướng kinh nghi quát khẽ, kim sắc chiến giáp quang mang lấp lánh, trong tay xuất hiện một cái chiến đao liền muốn phóng thích công kích, nhưng sau một khắc trong đầu của hắn hiện ra một đạo nguy hiểm chí mạng, hắn đôi mắt co rụt lại đột nhiên quét về phía Giang giật tay trái. Cái này hỏa diễm thật là khủng khiếp, trốn. Giang giật dung hợp hỏa diễm phóng thích ra ngoài, cái này thần tướng thực lực so La Cơ kém xa, sở dĩ trong nháy mắt đánh lên chống lui quân, quyết định trước chạy trốn lại nói, chế trước triệu tập đồng bạn cùng một chỗ truy sát người này. Hắn phạm vào cùng la cơ đồng dạng sai lầm, đồ thần chảm có thể mượn nhờ thiên địa chi thế chân áp địch nhân, hắn thực lực so la cơ kém xa, sở dĩ tốc độ bỗng chốc bị nghiêm trọng suy yếu. Mà lại dung hợp hỏa diễm nhiệt độ cao cuốn tới, để hắn thiên lực nhiễu loạn, toàn thân bị thiêu đốt, tốc độ càng chậm hơn mấy phần. Hưu, giang giật trong tay xuất hiện mấy chục mai thiết châu, đột nhiên hướng cái này thần tướng đập tới đồng thời thân thể lui nhanh, hắn phi thường tin tưởng dung hợp hỏa diễm đốt không chết người này sở dĩ hắn chuẩn bị dùng phích lịch thạch trọng thương người này sau lại đánh giết phích lịch thạch người là giang giật thần tướng giật mình tỉnh lại nghiêm nghị hét lớn trong đầu của hắn hiển hiện nguy hiểm chí mạng điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn nghĩ thông suốt một sự kiện hắn trốn không thoát hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ cái này hỏa diễm bá đạo như vậy tăng thêm phích lịch thạch mà lại phích lịch thạch bên trên còn có bỏ cạp hoàng bột la cơ cũng không là đối thủ hắn chút thực lực ấy chịu nổi đưa tin nói cho thiếu tộc trưởng cho dù chết cũng muốn để thiếu tộc trưởng báo thù cho ta thần tướng không tiếp tục chạy trốn hắn phi thường quả quyết quyết định trong tay lấy ra một cái đạn tín hiệu hoàn toàn không để ý giang giật công kích dùng hết toàn lực đem đạn tín hiệu hướng không trung ném mạnh mà đi oanh oanh hai đạo tiếng nổ đồng thời nổ vang phích lịch thạch hung hăng đem kia thần tướng nổ bay ra ngoài kia thần tướng cả người xương cốt cùng nội tạng đều bị tạc đả thương đập ầm ầm vào một ngọn núi bên trong trên không trung đạn tín hiệu cũng nổ tung, kinh khủng không gian ba động tầng tầng chấn động mà đi, đoán chừng liền là 10 ngoài vạn dặm không có thể cảm ứng đến. Mã lạc qua bích, Giang giật nhìn qua trên không trung tầng tầng chấn động không gian thầm mắng, tiểu tử này cư nhiên như thế quả quyết, đạn tín hiệu một phát bắn đoán chừng phụ cận thần tướng lập tức hội đuổi theo, tên kia thần vương rời đi cái này cũng không xa, dùng tốc độ của hắn rất có thể một lát là có thể đuổi kịp. Giết, hắn không để ý tới chửi mẹ, thân thể như là báo đi săn bay đi, Khóa chặt tên kia máu me khắp người thần tướng, cũng không phóng thích còn lại công kích, ném ra một đoàn dung hợp hỏa diễm, để hắn nguyên lực nhiễu loạn không cách nào công kích, sau đó hai tay của hắn cầm Hỏa Long kiếm hung hăng hướng người này đầu nện xuống. Ầm, um, nhục thể của hắn nhưng so sánh thần tướng đỉnh phong, toàn lực một đập phía dưới lực lượng này phi thường khủng bố, xuyên thấu qua thần tướng chiến nón trụ truyền lại đi vào, đem người này đầu tươi sống thẻ nứt, trong nháy mắt chết đi. Ông, võ giả sau khi chết Chiến giáp thần khí không gian giới chỉ sẽ tự động thoát ly, Giang giật đem người này chiến giáp cùng giới chỉ cùng chiến đao thu vào đi, lần nữa thả ra một đoàn hỏa diễm đem hắn thi thể đốt diệt, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng hỏa hồ chạy như điên. Một bên bôn tẩu một bên lấy ra địa đồ, hắn tra xét một phen, suy đoán ra chính mình bôn tẩu đến hỏa hồ ít nhất cần gần nửa canh giờ, giống như thần tướng đuổi theo, kia vấn đề không lớn, nhưng giống như tên kia thần vương cũng đuổi theo, sự tình tựu lớn rồi. Một viên đạn tín hiệu kinh động đến toàn bộ đang tìm kiếm võ giả, Giang giật kỳ thật không biết, đạn tín hiệu mặc dù ba động phạm vi vẻn vẹn chỉ có phương viên 10 vạn lý, nhưng chỉ cần là la ra võ giả, tại phương viên ngàn vạn dặm đều có thể cảm ứng, trên người bọn họ long hình ngọc bội có thể cảm ứng đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu là thỉnh cầu cứu viện, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt đối sẽ không phóng thích, nếu không sẽ bị la ra tộc quy trọng phạt. Hỏa hồ phương hướng tại như thế thời khắc có người phóng thích đạn tín hiệu, tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người, rất nhiều người trong đầu ý nghĩ đầu tiên, liền là bên kia có người phát hiện giang giật. Đang tìm kiếm thần tướng trước tiên hướng hỏa hồ phương hướng phóng đi, lộc thúc hoàn toàn chính xác đi không bao xa, ánh mắt của hắn lạnh lẽo hướng hỏa hồ phương hướng nhìn một cái, trên mặt có chút trần chờ bất định. Xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn vốn hẳn nên trước tiên trở lại la hính bên người, bởi vì hắn nhiệm vụ là bảo vệ la hính. Vạn nhất đây là âm mưu của địch nhân, mục đích là đánh giết la hính, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi không bằng hắn cũng không trở về đến la hính bên người mà là hướng hỏa hồ phương hướng chạy như điên bởi vì hắn hiểu rất rõ la hính chờ thời gian dài như vậy la hính nội tâm khẳng định lên cơn giận dữ giờ phút này xuất hiện tình huống hắn tuyệt đối sẽ trước tiên cưới thần châu hướng hỏa hồ phương hướng bay đi thần châu tốc độ gần giống như hắn sở dĩ hắn chỉ có thể trừ hỏa hồ giống như giờ phút này vạn lý trên không trung có người còn có thể thấy rõ ràng phía dưới phương viên trăm vạn lý địa vực hắn đem có thể nhìn thấy một bức rất thú vị hình tượng phía đông có một tòa cự đại nham tương hồ, một người chính hướng nham tương hồ chạy như điên. Đằng sau ba phương hướng có vài chục người cùng một chiếc thần châu nhanh chóng hướng hắn đuổi theo, tất cả mọi người tổ hợp thành một cái mũi tên ký hiệu, tựa như một thanh khổng lồ mũi tên chính hướng hỏa hồ vào tới. Bất quá cái này mũi tên tổ hợp không ngừng đang biến hóa, thần châu cùng lộc thúc tốc độ quá nhanh, theo coi là không cần hai nén nhang thời gian, thần châu cùng lộc thúc đều có thể đuổi kịp phía trước nhất giang giật, hai nén nhang thời gian giang giật tuyệt đối không cách nào đến hỏa hồ. chương 1327, cá lớn mắc câu. Nhanh, 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 giang giật nội tâm không ngừng giống giận, hắn cảm giác đằng sau có một cái tử thần chính cầm xích sắt đang đuổi trục hắn, một khi tới gần hắn sẽ bị tử thần vô tình đánh giết, mang về minh giới chân áp phản thế. Hắn giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thời khắc đều tại cảm ứng phía sau ba động. Hắn bôn tẩu thời gian một nén nhang, như thế cao tốc phía dưới, Khoảng cách hỏa hồ cũng càng ngày càng gần, bốn phía nhiệt độ hẳn là phi thường cao, theo đất đá nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu có thể thấy được lốm đốm. Không khí bốn phía còn có chút có chút uốn lượn, đoán chừng Thiên Thần đã ngăn không được nhiệt độ cao như thế. Tại cho ta thời gian một nén nhang, ta liền có thể trốn được một mạng. Giang giật nội tâm âm thầm cầu nguyện, nhiệt độ càng cao, đối với truy binh phía sau tốc độ khẳng định có ảnh hưởng. Mà hắn có Hỏa Linh Châu đối với nhiệt độ cao hoàn toàn miễn dịch, tốc độ không giảm nói như vậy hắn chạy trốn tới hỏa hồ tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều. Đáng tiếc, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, đằng sau tựu truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, nơi chân trời xa một cái chấm đen nhỏ xuất hiện, không ngừng biến lớn, giang giật cảm ứng được không gian ba động, ánh mắt quét qua sắc mặt lập tức trầm xuống. Đằng sau tới một chiếc thần châu, thần châu có được cường đại cấm chế có thể ngăn cách nhiệt độ cao, tốc độ căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Có thể cưới thần châu hẳn là la hĩnh, thần châu bên trong khẳng định không chỉ ba năm cái thần tướng mẹ đàn giang giật cắn răng tiếp tục chạy như điên não hải điên cuồng chuyển động nghĩ đến biện pháp nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui căn bản không có biện pháp gì bằng vào thực lực của hắn căn bản là không có cách hủy diệt thần châu lại nói coi như có thể hủy diệt bên trong mấy chục tên thần tướng đồng dạng có thể nhẹ nhõm giết hắn lạc huynh nhan người ở đâu như thế giờ phút này còn chưa tới tiếp ứng chờ đến khi nào ta chết rồi ai giúp người dẫn là hĩnh trừ hỏa hồ giang giật ánh mắt chấp động lạc huynh nhan tuyệt đối an bài cường giả tại phụ cận Người này tuyệt đối không phải tới tiếp ứng hắn, mà là đến phụ trợ hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện tại sau đó diệt khẩu. Giờ phút này hắn rõ ràng không cách nào đến hỏa hồ, người này vì sao còn không có xuất hiện. Hưu, phía sau thần châu tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian đã đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 10 vạn trượng. Một đạo lạnh lẽo truyền âm vang lên, tiểu tạp trùng, giết đệ đệ ta, đánh ta la ra mặt còn muốn trốn hôm nay không giết ngươi, ta la hính tựu không họ la. Quả nhiên là la hính tới, Giang giật âm thầm thở dài, Lạc huynh Nhan lần này bố cục gần như hoàn mỹ, có thể đem La Hĩnh dẫn tới nơi này, kế hoạch này đã thành công hơn phân nửa, đáng tiếc rất rõ ràng còn lại gần một nửa rất có thể muốn không xong được, bởi vì hắn phải chết. Ngao, ngao, vào thời khắc này, phía trước truyền đến hai đạo chấn thiên tiếng giống, tiếp lấy hai đạo khí tức cường đại truyền đến, để Giang giật toàn thân dùng mình một cái. Ánh mắt của hắn tại lúc này cũng phát sáng lên, hai cái hỗn độn thú đột nhiên xuất hiện vì sao sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện đây tuyệt đối không phải trùng hợp, là khuyên nhan người tại phụ cận, bọn hắn đưa tới hỗn độn thú, giúp mình phá cục. Tốt, Giang giật thân thể lập tức dừng lại, tiếp lấy nguyên địa ngồi xếp bằng thả ra tiềm ẩn thuật, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét phía trước. Phía trước hai đạo to lớn thân ảnh gào thét mà đến, trên thân đều giấy lên hừng hực màu xanh hỏa diễm, đây cũng là hai cái hồng hoang cấp hỗn độn thú, ngoại hình giống như hổ, lại có hai cánh, có thể bay thẳng đi. Hai cái hỗn độn thú lúc đầu khóa chặt giang giật, nhưng giờ khắc này đột nhiên đã mất đi giang giật khí tức, sở dĩ. Bọn chúng bản năng đưa ánh mắt về phía nơi xa phá không mà đến thần châu. Hiu, hai cái hỗn độn thú theo giang giật đỉnh đầu gào thét mà đi bắn thẳng đến thần châu, linh trí của bọn nó phi thường thấp, gặp nhân loại tự công kích. Tại bọn chúng trong mắt giang giật cùng thần châu bên trong người cũng không có khác nhau, dám bước vào địa bàn của bọn nó, liền sẽ gặp bọn chúng không chết không thôi công kích. Trốn, Giang giật các loại chờ hỗn độn thú tới gần thần châu, lập tức rời khỏi tiềm ẩn trạng thái, tốc độ cao nhất lao nhanh hướng hỏa hồ bỏ chạy. Kia hai cái hỗn độn thú ngược lại là không để ý hắn, bởi vì thần châu bên trong bay ra hơn 20 tên thần tướng, cản lại hỗn độn thú. Thần châu bên trong có 30 tên thần tướng, lộc thúc rời đi thời điểm đã thông báo bọn hắn, là hính ra nửa điểm vấn đề giết bọn hắn cả nhà, giờ phút này tới hai cái hỗn độn thú, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường, trước tiên ra chặn đường. Dầm dầm dầm, hơn 20 người đồng thời công kích, khắp thiên đều là các loại pháp tắc công kích, kinh khủng uy áp liền nơi xa chạy trốn giang giật đều cảm giác được ngạt thở. Hai cái hỗn độn thú bị nhẹ nhóm đập bay ra ngoài, bất quá bọn chúng phòng ngự quá kinh khủng, gần như không có thụ thương. Hô hô, hai cái hỗn độn thú há mồm phun ra từng đạo màu xanh hỏa diễm, kia hỏa diễm phun ra sau nhưng vẫn động tách rời, như một đóa đóa mây bay hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Bốn phía nhiệt độ thoáng cái trở nên kinh khủng dị thường, kia hơn 20 tên thần tướng toàn bộ bị hù dọa, nhao nhao tản ra tránh né. Cái này hỏa diễm mặc dù đốt không chết bọn hắn, nhưng giống như bị đánh trúng, nhiệt độ cao vẫn là sẽ đem toàn thân bọn họ làn ra đốt bị thương, sẽ phi thường thống khổ. Ngu xuẩn, đi mấy người đem đem hai cái hỗn độn thú dẫn ra đi, đừng cho tiểu tử kia chạy trốn. La hĩnh nổi giận tiếng giống to vang lên, hắn mặc dù không có nghe lộc thúc nhưng vẫn là rất cẩn thận, không dám mang theo mấy người tự truy sát, cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là rất chân quý. Những cái kia thần tướng giật mình tỉnh lại, bay ra bốn người phân biệt công kích hỗn độn thú, sau đó mang theo hai cái hỗn độn thú hướng hai bên bay mất. Đi, còn lại thần tướng vọt vào thần châu bên trong, thần châu lần nữa phá không mà đi. Bất quá bị làm chế nải một chút thời gian, giang giật tốc độ cũng không chậm, khoảng cách song phương thoáng cái lại kéo xa tới mấy chục vạn trường. Dừng lại, đằng sau truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, lộc thúc rốt cuộc chạy tới, hắn nhìn thấy thần châu vạch phá bầu trời truy sát mà đi, vội vàng quát lớn. Lộc thúc vô cùng vô cùng có uy tín, khống chế thần châu thần tướng bản năng để thần châu ngừng lại, đại môn mở ra, để lộc thúc bay vào. Lộc thúc đi vào tự khóa chặt la hính, quát khẽ nói thiếu tộc trưởng, phía trước là hỏa hồ, nơi đó có rất nhiều hỗn độn thú, người khác đừng tự mình mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn tự sát tạ tội. La Hính lại nổi giận quá to, lộc thúc, có người tại cái này, những cái kia hồng hoang cấp hỗn độn thú làm sao có thể làm tổn thương ta kia tiểu tạp trùng ngay ở phía trước, như lần này chúng ta không truy, nói không chừng liền sẽ cho hắn đào tẩu. Lần này chúng ta xuất chiến toàn bộ thần ưng thành đều biết, nhiều người như vậy vẫn không giết được một cái thiên thần cảnh tiểu tạp vái về sau ta còn thế nào tại thần ưng thành lăn lộn la ra mặt để nơi nào về sau chiến thần các người tại diệt ma các đều không ngóc đầu lên được. Có lẽ là câu nói sau cùng xúc động lộc thúc, hắn trầm ngâm một phen cắn răng nói ra vậy liền truy đi bất quá thiếu tộc trưởng đợi lát nữa người cũng không thể xúc động hết thảy nghe ta chỉ huy làm việc nếu không ta tuyệt đối không giúp người đuổi giết hắn trực tiếp tự mang người hồi trở lại thần ưng thành đi tốt la hính nhẹ gật đầu thần châu phá không mà đi bất quá bị lộc thúc cái này một chậm trễ, giang giật lại chạy mất dạng coi như thần châu tốc độ cao nhất tiến lên đoán chừng muốn đuổi theo hắn cũng chỉ có thể đến hỏa hồ phụ cận ha ha tại thần châu phá không mà đi về sau cách đó không xa một cái trong hốc núi, một đạo bóng người đột nhiên thoáng hiện. Đây là người lão giả, dâu lông mày trắng bệch, cõng còn 10 phần còng xuống. Kỳ quái là trên người hắn không có nửa điểm võ giả khí tức, tựa như một người bình thường. Hắn có chút đục ngầu con mắt nhìn qua hỏa hồ phương hướng, lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiểu thư tính toán không bỏ sót, cá lớn rốt cục mắc câu rồi. Trường 1328, người cũng là não tàn. Hỏa hồ rất lớn, bởi vì phụ cận có một tòa cự đại núi lửa hàng năm không ngừng phun trào tăng thêm lòng đất có ám hỏa không ngừng tuôn ra sở dĩ phụ cận vốn là một mảnh đất trúng chậm rãi tự biến thành một tòa nham tương hồ hỏa hồ tại phụ cận mấy thành địa vực đều rất nổi danh bởi vì nơi này rất nguy hiểm thiên thần tới gần hẳn phải chết phổ thông thần tướng cũng không dám tới gần bất quá có chút thần vương ngược lại là thường xuyên tới săn giết hỗn độn thú đổi lấy thần nguyên cùng chiến công bởi vì kề bên này lòng đất khắp nơi đều là ám hỏa sở dĩ nơi này không ngừng có thể dựng dục ra hỏa hệ hỗn độn thú. Cách mỗi một hai năm, dưới mặt đất liền sẽ có hỗn độn thú đi theo phun trào nham tương dũng mãnh tiến ra, sở dĩ nơi này hỗn độn thú cơ hồ là không giết xong. Nơi này nguy hiểm không chỉ là hỗn độn thú, còn có dưới mặt đất ngẫu nhiên phun ra ngoài các loại kỳ dị hỏa diễm. Nơi này hỏa diễm rất quỷ dị, tỉ như giang giật đạt được cái chủng loại kia cực hàn hỏa diễm, hư vô lãnh hỏa, liền là phi thường kỳ dị tồn tại. Giờ phút này, có một đám người hướng hỏa trong hồ cấp tốc vào tới, phía trước nhất giang giật nhìn thấy nơi xa một mảnh hỏa hồng về sau, mặt mũi tràn đầy cuồng nghỉ, hắn rốt cuộc chạy trốn tới hỏa hồ, đến nơi này hắn mới có một chút hy vọng sống. Hưu, đằng sau một chiếc thần châu phá không mà đến, tốc độ đạt đến cực hạn, đem khoảng cách của song phương kéo đến càng ngày càng gần. Vô số thần thức đã khóa chặt giang giật, là hính trong mắt đều là sát khí, khóe miệng cong lên một cái đùa cờ độ cong, hắn thần thức khóa chặt phía dưới cấp tốc lao nhanh giang giật, đột nhiên mở miệng quát khẽ tiểu tạp trùng, tiếp tục trốn A, à, phía trước liền là hỏa hồ, trong hồ cùng núi lửa bên trong ít nhất có 20 con hỗn độn thú, ngươi nếu không sợ chết liền chuẩn bị bị hỗn độn thú tươi sống ăn đi. Ngoan ngoãn theo ta trở về, nói không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Đến giờ phút này, Giang giật sớm đã không có ngụy trang cần thiết, sở dĩ hắn đã sớm biến trở về bộ dáng của mình, hắn quay đầu ánh mắt hướng thần châu nhìn lại. Cười lạnh nói, là hĩnh đúng không muốn cho ta đầu hàng ngươi nằm mơ đi, để để ngươi la hoan là cái bao cỏ, ngươi cũng là não tàn, dám truy sát ta giang giật, ngươi hội trả giá thật lớn. Ha ha ha, cuồng, tiếp tục cuồng, đợi lát nữa ta xem ngươi chết như thế nào. La hính giận quá mà cười, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến vạn trượng, bất quá lộc thúc cũng không có ý xuất thủ, la hính chỉ có thể để thần châu tiếp tục tới gần. Các loại chờ rút ngắn đến ngàn trượng khoảng cách, liền có thể để kia hơn 20 tên thần tướng xuất thủ. Giang giật thực lực mọi người đã phi thường xác định, chỉ có thiên thần cảnh, nếu không phải phục dụng phục linh đan, hắn tự cùng một cái kiến tộc không có khác nhau, một khi tới gần mấy chục tên thần tướng xuất thủ, nhẹ nhõm có thể trọng thương cầm xuống. Năm ngàn trượng, ba ngàn trượng, hai ngàn trượng, sang giật đã đến hỏa hồ bên hồ, kia cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới, trong hồ nham tương chậm rãi nhúc nhích, không ngừng có khói xanh từ bên trong thoát ra. Nơi xa còn có từng đoàn từng đoàn ám hắc sắc hỏa diễm thỉnh thoảng bay ra ngoài, trên không trung bồng bềnh một hồi, tản ra trên không trung. Thần Châu có được cường đại cấm chế có thể ngăn cách sóng nhiệt, nhưng nhiệt độ cao như thế vẫn như cũ để bên trong khí tức 10 phần kiềm chế, giống như giờ phút này thần Châu bên trong ngồi không phải thần tướng, mà là thiên thần, sợ là không ai dám ra thần Châu đi. Chuẩn bị, La Hĩnh vung tay lên, ngoại trừ lộc thúc cùng một tên thần tướng đỉnh phong bên ngoài, những người còn lại đều đứng ở bên cửa bên trên. La Hĩnh đã bàn giao rất tinh tường, vừa đi ra ngoài lập tức công kích, giống như có thể trọng thương giang giật cầm xuống kia là tốt nhất, giống như không thể ngay tại chỗ giết chết. Toàn bộ cẩn thận một chút, nếu có tình huống, lập tức trở về đến bảo hộ thiếu tộc trưởng rút đi. Lộc thúc đột nhiên lên tiếng nói, trên mặt hắn thần sắc rất là ngưng trọng, cũng không có nửa điểm chặn đánh giết giang giật hưng phấn. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, hôm nay việc này có chút quỷ dị. Tỷ như giang giật tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, thế mà còn có thể bảo trì nhanh chóng như vậy mà lại trên người hắn không có một giọt mồ hôi, Hắn biết rõ hỏa trong hồ có rất nhiều hỗn độn thú nhưng như cũ hướng trong hồ lao nhanh. Rất rất nhiều quỷ dị, để Lục Thúc không hiểu bất an, nhưng Giang giật ngay tại ngay dưới mắt, việc này không có khả năng như vậy thua tay lại, La Hính cũng sẽ không đồng ý. Sở dĩ hắn chỉ có thể bảo trì độ cao đề phòng, thời khắc chuẩn bị dự phòng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Mở cửa, La Hính mặc kệ nhiều như vậy, chờ khoảng cách song phương rút ngắn đến ngàn trượng hắn lập tức chợt quát một tiếng, thần châu cấm chế mở ra, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt để toàn bộ người cảm giác muốn thiêu đốt, thiên lực cũng hơi nhiễu loạn, mồ hôi đầm đìa. Hô hô, 15 tên thần tướng từng ngụm từng ngụm thở, thiên lực vận chuyển một vòng, trọi cứng lấy sóng nhiệt liền xông ra ngoài. Bên ngoài cơ thể chiến giáp toàn bộ quang mang lấp lánh, trong tay nhiều loại binh khí thiên lực lưu chuyển, khóa chặt sang giật liền muốn công kích. Nhưng là, mọi người còn chưa tới phải gấp công kích, lại đột nhiên toàn bộ đôi mắt co rụt lại, nhao nhao vận chuyển thiên lực hướng bốn phía bay đi. Ha 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 ha. Giang giật thần châu đại môn mở ra một khắc này cười ha hả, tiếng cười kia bên trong rõ ràng quán chú thiên lực, thanh âm chấn thiên động địa. Hắn giới chỉ quang mang lóe lên, hai tay cùng lúc xuất hiện một viên phích lịch thạch, hắn tay trái đột nhiên đem một viên phích lịch thạch hướng thần châu đập tới, tay phải lại đem một viên phích lịch thạch đánh tới hướng phía trước hỏa hồ. Giang giật tính toán thời gian quá chuẩn, kia 15 người nhìn thấy phích lịch thạch bay tới, bản năng tránh né. Cái này phích lịch thạch có lẽ nổ không chết mọi người, nhưng nơi này nhiệt độ quá cao, mà lại phích lịch thạch bên trên có bỏ cạp hoàng bột một cái không tốt có thể sẽ bị nhiệt độ cao tươi sống cho thiêu chết ầm ầm hai đạo tiếng nổ cực lớn lên phía trước cái kia phích lịch thạch còn đem nham tương nổ lên ngàn cơn sóng nóng hổi nham tương bay đầy trời bắn đi bạo tạc sóng xung kích dẫn đến phụ cận dãy núi cùng một tòa cử đại núi lửa cũng hơi lay động chấn thiên tiếng oanh minh tại phụ cận vang vọng thật lâu không ngừng phiên toái tiểu tử này đem sở hữu hỗn độn thú dẫn ra lục thúc biến sắc nổi giận giống to toàn bộ chạy trở về đến mang theo thiếu tộc trưởng lập tức rút lui. Hưu, lộc thúc thân thể bắn ra, hắn không xuất thủ không được. Thần trí của hắn đã dò xét đến hỏa trong hồ cùng cách đó không xa núi lửa bên trong, hết thảy có mười mấy con hỗn độn thú bị bạo tạc kinh động đến. Hắn nếu không xuất thủ, những này thần tướng rất có thể muốn chết đi hơn phân nửa, giang giật cũng có thể là thừa cơ đào tẩu. Sở dĩ hắn quyết định một người ngăn lại sở hữu hỗn độn thú, để la hĩnh thối lui. Mặt khác hắn chuẩn bị xuất thủ diệt sát giang giật, hắn là cao cao tại thượng thần vương, lại bị một con run dế chọc cho xoay quanh. Mặc dù hắn không có xuất thủ nghĩa vụ, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được, không giết giang giật khó khăn tiết trong lòng hắn chi nộ. Suy suy, trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, cũng không có phóng thích quá cường đại pháp tác công kích, chỉ là thiên lực vận chuyển, kia chiến đao đột nhiên dài ra biến lớn, cực tốc dọc theo mà đi, trong nháy mắt đạt đến ngàn trượng dài. Lộc thúc sáng người lúc đầu phi thường cao lớn, nhưng giờ phút này cùng cái này to lớn chiến đao so sánh lại có vẻ dị thường nhỏ bé vô cùng không cân đối hắn vung vẩy chiến đao trùng điệp hướng Giang Giật bổ tới mẹ đàn Giang Giật quay đầu nhìn một cái linh hồn kịch liệt chấn động cái này chiến đao mang đến cho hắn một cảm giác không gì không phá hắn trung phẩm thần khí chiến giáp việt đối ngăn không được đây cũng là một cái thượng phẩm thần binh chiến đao tốc độ quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh Giang Giật cảm giác giờ khắc này bị chiến đao khóa chặt vô luận hắn hướng phía đó trốn chiến đao cuối cùng đều có thể bổ vào trên người hắn. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, giang giật não hải điên cuồng vận chuyển, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Ngạnh kháng, trong cơ thể hắn thứ chín khỏa tinh thần lấp lánh không ngớt, từng đoàn từng đoàn dung hợp hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra, hắn nhanh chóng khống chế hỏa diễm ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn, sau đó lấy ra hỏa long kiếm, hoành hồ sơ tại sau lưng. Hỏa Long kiếm theo cái kia Minh tướng nói cũng là thượng phẩm thần binh giang giật đem hy vọng toàn bộ đặt ở Hỏa Long kiếm bên trên, giống như kiếm này bị đánh đoạn mất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1329, Viễn cổ cấp hỗn độn thú. Ầm, um, Hỏa Diễm Thần Thuẫn vừa mới ngưng kết thành công, cái kia thanh to lớn chiến đao tự hung hăng bổ xuống, cái này cường đại thần thuẫn trong nháy mắt bị phá ra, Hỏa Diễm bắn tán loạn ra bốn phía mà đi. Chiến đao mang theo hủy thiên diệt địa chi thế liền muốn hung hăng bổ vào giang giật trên lưng. Bất quá giờ khắc này một cái trường kiếm màu đỏ đột nhiên cắm tới, hoành đương đầu thần binh đao phong. Chanh chanh, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, giang giật thân thể như như đạn pháo hướng xa xa nham tương hồ bay đi, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, một khắc này giang giật cảm giác bị một tòa thần sơn va chạm, phía sau lưng xương cốt toàn bộ vỡ vụn, nội tạng cũng bị làm vỡ nát, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ha ha ha, hắn thần xác vô cùng thống khổ, nhưng nội tâm lại khoái ý vô cùng bởi vì hỏa long kiếm không để cho hắn thất vọng cái này đích xác là thượng phẩm thần binh lộc thúc thần binh cũng không có chém đứt hỏa long kiếm tự nhiên cũng liền không cách nào chém nát chiến giáp đem hắn tươi sống đánh chết chỉ cần chặn lần này công kích giang giật tin tưởng cái này thần vương không còn có cơ hội xuất thủ a à, lộc thúc ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm giang giật trong tay hỏa long kiếm mặt mũi tràn đầy không dám tin một cái nho nhỏ thiên thần một cái hèn mọn tiểu nhân vật thế mà có được thượng phẩm thần khí cái này thượng phẩm thần khí giá trị liên thành, liền xem như La Hĩnh đều không có tư cách có được. Hắn nếu không phải những năm này đạt được chiến công hiển hách, La Gia khẳng định cũng sẽ không ban cho cho hắn. Rất tốt, tiểu tử, người cái này thần binh là của ta. Lộc thúc ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ, thần khí phẩm cấp cao nhất sai, giá trị đều là gấp bội tăng lên, hạ phẩm thần khí rẻ mạt, bình thường trung phẩm thần khí giá trị một vạn thần nguyên trở lên, thượng phẩm thần khí lại giá trị trăm vạn thần nguyên trở lên. Lần này vốn là đến chấp hành một cái tiểu nhiệm vụ, bảo hộ la hính mà thôi, lại không nghĩ rằng thế mà có thể ngoài ý muốn cho tới một cái thượng phẩm thần binh. Lộc thúc nội tâm kích động không thôi, giờ phút này không cần la hính nói hắn đều sẽ toàn lực truy sát giang giật, cầm tới hỏa long kiếm. Ngao ngao ngao, đáng tiếc hắn vừa mới nghĩ xông vào hỏa trong hồ phóng thích cường đại pháp tắc chém giết giang giật, lúc này bốn phía vang lên hơn 10 đạo to lớn thú giống, đầu tiên là phía đông tòa kia núi lửa bên trong, sau cái hỗn độn thú gào thét mà ra, sau đó hỏa trong hồ nham tương không ngừng nổ lên ngàn tầng cự lãng, từng cái hỗn độn thú gào thét mà ra, có đại bộ phận khóa chặt hắn, cũng có hai cái hướng giang giật đánh tới. Lăn đi, lộc thúc giận dữ không thôi, mắt thấy là phải tới tay thượng phẩm thần binh, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lập tức ngàn trượng dáng dấp chiến đao bốn phía quét ngang mà đi, đem từng cái hỗn độn thú tươi sống đập bay. Hắn thượng phẩm thần binh cũng đích thật là sắc bén, có mấy cái hỗn độn thú bị hắn sinh sinh bổ ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu, thần vương cấp bậc cường giả, còn có được thượng phẩm thần binh, đối phó hồng hoang cấp hỗn độn thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Ầm, um, bên kia hai cái hỗn độn thú hung hăng công kích Giang Giật, đem Giang Giật triệt để nện vào hỏa trong hồ, nếu không phải Giang Giật thân thể ngoài có trung phẩm thần khí chiến giáp, giờ phút này sợ là bị tươi sống xé rách. Tạp toái, Lộc Thúc giận dữ không thôi, hỏa trong hồ nham tương có thể ngăn cản thần thức dò xét, hắn vẻn vẹn chỉ có thể dò xét nham tương phía dưới vạn trượng. Mà giờ khắc này Giang Giật đã bị nện tiến vào vạn trượng chiều sâu hai cái hỗn độn thú vẫn còn tiếp tục công kích, mắt thấy Giang giật liền muốn biến mất tại thần trí của hắn dò xét bên trong, giống như lửa này hồ thâm bất khả chắc, đến lúc đó hắn muốn tìm tìm Giang giật liền phiền toái. Các người bảo hộ thiếu tộc trưởng sau bên cạnh, ta đuổi theo giết tiểu tử kia. Lộc thúc quát khẽ một tiếng, những cái kia thần tướng nhao nhao hướng thần châu bay đi, đối với lộc thúc mệnh lệnh không có nửa điểm trần chờ La hính cũng biết nặng nhẹ, nơi này hỗn độn thú nhiều lắm, bằng vào thần tướng rất khó đánh giết, đã lộc thúc quyết định xuất thủ, vậy hắn còn có cái gì lo lắng? Hắn quát khẽ, đợi tất cả mọi người sau khi đi vào, lập tức triệt thoái phía sau vạn lý. ầm um, lộc thúc đem hai cái đến gần hỗn độn thú đánh bay, nhìn thấy thần châu đại môn quan bế liền muốn rút lui triệt để yên tâm, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén xuất vào hỏa trong hồ. Giang giật hắn nhất định phải đánh giết, cái kia thanh hỏa long kiếm cũng nhất định phải là hắn. Giang giật bản thân bị trọng thương, không ngừng bị hai cái hỗn độn thú công kích, sở dĩ thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi, giờ phút này đã thoát ly lộc thúc thần thức dò xét phạm vi bên trong, bất quá lộc thúc tại tiềm hành mấy ngàn trượng khoảng cách sau lại lần khóa chặt giang giật. Lộc thúc bên ngoài cơ thể kim sắc chiến giáp quang mang lấp lánh, những cái kia nham tương tự động bị ngăn cách bên ngoài, chiến giáp của hắn không phải lên phẩm thần khí, vẻn vẹn trung phẩm thần khí. Nhưng lộc thúc thực lực cường đại, điểm ấy nhiệt độ cao vẫn có thể đơn giản kháng trụ, đằng sau có 10 con hỗn độn thú gào thét đuổi theo, hắn lại nửa điểm không có để ở trong lòng, hồng hoang cấp hỗn độn thú giết không chết hắn vạn trường, năm ngàn trường, ba ngàn trường. Lộc thúc tốc độ quá nhanh quá nhanh, vẹn vẹn mấy tức thời gian hắn đã đến gần cùng giang giật khoảng cách, trong tay hắn thượng phẩm thần binh quang mang lấp lánh đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống. Nhưng mà hắn không có công kích giang giật, mà là hướng kia hai cái hỗn độn thú bổ tới, cái này hai cái hỗn độn thú hình thể quá lớn, chặn hắn công kích giang giật. Hô hô, bốn phía nham tương kịch liệt lăn lộn, chiến đao hung hăng bổ vào một cái hỗn độn thú bên trên, sắc bén đao phòng đem hỗn độn thú trên lưng bổ ra một đầu thật dài vết máu, kia hỗn độn thú bị hung hăng đập bay ra ngoài. Chiến đao nhất chuyển hướng bên cạnh đi vòng quanh, vừa hung ác bổ vào một cái khác hỗn độn thú bên trên, các loại chờ đem cái này hỗn độn thú đánh bay về sau, giang giật triệt để bại lộ tại chiến đao phía dưới. Lạc khuyên nhan, đã nói xong viễn cổ cấp hỗn độn thú đâu làm sao vẫn chưa xuất hiện, lại không xuất hiện ta liền muốn treo. Giang giật một mực bị hai cái hỗn độn thú công kích đều không có phản kháng, nhưng thật ra là cố ý, hắn chính là muốn rơi vào hỏa đáy hồ bộ, lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Lại không nghĩ rằng cái này thần vương đuổi sát theo, giờ khắc này hắn ngửi thấy khí thức tử vong, thực lực của hắn quá yếu quá yếu, cái này thần vương có mấy trăm loại biện pháp nhẹ nhõm giết chết hắn. Oanh, đột nhiên, một đạo trầm muộn nổ vang theo phía đông truyền đến, tiếp lấy nham tương hồ bên trong nham tương kịch liệt ba động lăn lột, lộc thúc thế công dừng một chút trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, thanh âm này hẳn là theo núi lửa bên kia truyền đến, là hĩnh bọn người đã muốn rút lui, vì sao sẽ còn đi công kích núi lửa. Ô ô, một đạo kinh khủng tiếng gào thét vang lên, cứ việc giang giật các loại lộc thúc tại đáy hồ hơn một vạn trượng, nhưng vẫn như cũng nghe được rõ ràng. Sau đó một cố cường đại đến để giang giật toàn thân run sợ thú uy bao phủ hai người, lộc thúc đôi mắt trong nháy mắt co rụt lại, hoảng sợ giống to, viễn cổ cấp hỗn độn thú, không tốt. Đó là cái cạm bẫy, thiếu tộc trưởng nguy hiểm, hưu, lộc thúc rốt cuộc không để ý tới giang giật, chức trách của hắn là bảo vệ La Hính, nếu là La Hính chết đi, hắn cùng người nhà của hắn sẽ bị La Gia vô tình chém giết, vị này chính là thiếu tộc trường. Sở dĩ hắn rốt cuộc không tâm tư suy nghĩ giang giật hỏa long kiếm, trước tiên hướng mặt hồ bay đi. Quả nhiên có người tại phụ cận, hết thảy đều bố trí được thiên y vô phùng. Giang giật toàn thân như chút được gánh nặng, cũng đối với lạc khuynh nhan nữ tử này bội phục đầu dạp xuống đất, vừa rồi cái kia đạo trầm muộn nổ vang tuyệt đối là có người cố ý công kích núi lửa, dẫn suốt núi lửa chỗ sâu cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú lộc thúc vừa mới đang đuổi giết hắn viễn cổ cấp hỗn độn thú vừa ra tới đệ nhất tỏa định mục tiêu liền là phía trên thần châu la hính tuyệt đối xong đi bởi vì kia hai cái hỗn độn thú bị lộc thúc công kích sở dĩ cũng đi cùng truy sát lộc thúc giờ khắc này giang giật ngược lại an toàn vô cùng hắn không để ý phía sau lưng như tê liệt thống khổ liều mạng hướng đáy hồ kín đáo đi tới hắn phi thường tinh tường mặc dù hắn trốn qua một kiếp nhưng càng lớn nguy hiểm còn tại đằng sau, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú hắn tao ngộ hẳn phải chết, còn có tên kia thần vương. Trọng yếu nhất vẫn là lạc khuynh nhan người, nữ tử này mọi chuyện đều bố trí được thiên y vô phùng, kia nàng tự tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi, bằng không hắn rơi vào la ra trong tay, cái kia chính là bằng chứng. chương 1330, la hính, chết. Ô ô, to lớn núi lửa đỉnh chóp nham tương phun ra, nương theo lấy một đạo to lớn thú giống, một cái to lớn bọ ngựa hình quái thú bắn ra nói là bọ ngựa hình là bởi vì đạp có sáu đầu chân thân hình hẹp dài toàn thân huyết hồng phía trước hai cái đùi không phải chân mà là hai thanh to lớn liêm đao kia hai cái đùi cùng hai thanh màu đen liêm đao không có khác nhau tùy ý vung vẩy thoáng cái không gian đều kịch liệt ba động truyền ra từng đạo bén nhọn tiếng xé gió đầu của nó cùng bọ ngựa khác biệt cùng quái thú cũng khác biệt lại là hình người giống như không phải con mắt thành hình tam giác đoán chừng xem đầu hội tưởng rằng một cái biến dị người Ô ô, nó theo núi lửa bên trong bắn ra, cặp kia tam giác nhãn lạnh lùng bốn phía quét qua, lập tức khóa chặt hướng nơi xa bắn ra thần châu. Thần châu có cấm chế, nhưng bên trong hơn 20 đạo nhân loại khí thức cường đại vẫn là để nó mắt tam giác trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bốn chân tại trên núi lửa đạp một cái, huyết hồng thân thể như một đạo hồng quang hoa phá thiên tế, bắn thẳng đến thần châu. Viễn cổ cấp hỗn độn thú, La Hính bọn người ở tại thú uy bao phủ bọn hắn lúc đã phát hiện, là Hính sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tại thời khắc này hắn cũng phát hiện vấn đề. Dù sao từ nhỏ tại đại gia tộc trưởng lớn, đối với các loại âm mưu quỷ kế có trời sinh trực giác, điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn đem sự tình hồi tưởng một lần, lập tức minh bạch đây là một cái bẫy, mục đích đúng là mượn viễn cổ cấp hỗn độn thú giết chết hắn. Giang giật liền là một cái mồi nhử, không có dễ nước cùng phục linh đan bằng vào hắn căn bản mua không nổi, có một cái phía sau màn hắc thủ điều khiển đây hết thảy. Phía sau màn chủ mưu có mục đích gì đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn không thể chết, sở dĩ là hính cuồng loạn bạo hống, ngăn lại nó, toàn bộ cho ta đi ngăn lại nó, ta chết đi các ngươi đều phải chết. Giết, la hính lời nói nhắc nhở mọi người, là hính nói không sai, là hính còn sống người nhà của bọn hắn còn có một con đường sống. Tất cả mọi người đứng vững cường đại thú uy, điên cuồng nổ bắn ra mà ra, muốn ngăn hạ cái này cường đại hỗn độn thú, thay là hĩnh tranh thủ một chút thời gian, chờ đợi lộc thúc hồi viên. Ông, thần châu quang mang lóe lên, ngoại trừ một tên khống chế thần châu thần tướng bên ngoài, những người còn lại nhao nhao bắn ra, hướng cái kia chiều cao đạt tới 10 trượng cự thú phóng đi, trong mắt bọn họ đều là quyết tuyệt, đối đầu viễn cổ cấp hỗn độn thú không ai có thể sống, coi như lộc thúc đều giết không chết cái này hỗn độn thú. Mọi người thần binh lấp lánh, riêng phần mình thả ra tối cường pháp tắc, nhưng bọn hắn còn không có công kích, kia hỗn độn thú trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ hỏa diễm. Tại kia hỏa diễm xuất hiện một khắc, tất cả mọi người thiên lực đều nhiễu loạn, kinh khủng nhiệt độ cao để bọn hắn huyết dịch sôi trào, để bọn hắn toàn thân đều truyền đến thống khổ cảm giác nóng rực, để bọn hắn ngạt thở, bọn hắn đều đau đến giữa không trung lăn lộn, ai còn có thể công kích. Vù vù, hỗn độn thú gào thét mà đến, kia hai cái dài đến một trượng như hai thanh to lớn liêm đao chân trước hung hăng cắt tới, từng đạo vải vóc xé rách thanh âm vang lên, một đám thần tướng thân thể nhẹ nhõm bị đánh thành hai bên. Bọn hắn thân thể chiến giáp căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn, chỉ có một tên thần tướng đỉnh phong có được trung phẩm thần khí chiến giáp, chặn một kích này, nhưng tương tự bị lực lượng cường đại tươi sống đập chết, cuối cùng bị hỏa diễm nhiệt độ cao nhẹ nhõm thành một đống thịt nướng. Hơn 20 tên thần tướng, vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian toàn bộ bị đánh giết. Viễn cổ cấp hỗn độn thú cường đại lệch, làm la hính cùng một tên khác thần tướng toàn thân đều run rẩy cái này cự thú hỏa diễm căn bản không phải thần tướng có thể đỡ nổi, kia liêm đao chân trước sắc bén cùng lực lượng cũng quá kinh khủng, là hinh triệt để bị dọa phát sợ, chỉ có thể lớn tiếng giống giật, lộc thúc, nhanh cứu ta. ầm um, cách đó không xa hỏa trong hồ nham tương bắn ra bốn phía, một thân ảnh cuồng nộ nổ bắn ra mà ra, hắn vừa ra tới lớn tiếng bạo hống, xúc sinh, đối thủ của ngươi là ta. Đáng tiếc, viễn cổ cấp hỗn độn thú căn bản không để ý tới hắn, linh trí của nó có một ít, nhưng ở nó trong mắt nhân loại đều không khác mấy, bên này có hai nhân loại, bên kia chỉ có một cái. Nó trước khóa chặt bên này nhân loại, đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, sở dĩ nó cua to lớn liêm đao hung hăng hướng thần châu đánh xuống. ầm um, thần châu phòng ngự không thể bảo là không mạnh, nhưng vừa rồi hỗn độn thú hỏa diễm để thần châu phòng ngự đã giảm bớt rất nhiều, cái này hung hăng một kích triệt để đem thần châu cho chặn ngang chém đứt, đầy trời gỗ vụn bên trong. Là hính nhìn thấy hai thanh hiện ra hàn quang liêm đao cắt tới, hắn phát ra một tiếng không cam lòng chu lên không bành một tên khác thần tướng thân thể trực tiếp bị cắt nước thành huyết phụ la hĩnh trên người có trung phẩm thần khí chiến giáp sở dĩ thân thể cũng không có bị xé nứt nhưng này liêm đao quá lớn trùng điệp bổ vào trên đầu của hắn một cỗ cự lực truyền đến la hĩnh đầu trong nháy mắt nổ tung thực lực của hắn kỳ thật cũng tạm được không bằng hắn kinh nghiệm thực chiến quá yếu quá yếu một khắc cuối cùng thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng tránh né chỉ biết là hoảng sợ chu lớn giống như hắn có thể tránh né thoáng cái, hoặc là phóng thích công kích chống cự thoáng cái, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Thiếu tộc trưởng, nổ bắn ra mà đến lộc thúc đột nhiên đứng tại giữa không trung, hắn nhìn qua như một cái phá bao tải hướng nơi xa bay thấp mà đi la hĩnh thần thức cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn chậm rãi biến mất. Hắn tựa như đã mất đi hồn phách, ngơ ngác sừng sướng giữa không trung. Hắn biết rõ hết thảy đều xong, hắn cùng người nhà của hắn đều xong. Bất luận đây hết thảy là âm mưu vẫn là ngoài ý muốn, là hính chết dựa theo la gia tộc quy, cả nhà của hắn khó thoát khỏi cái chết. Ô ô, hỗn độn thú gào thét hướng hắn phản xung mà đến, lộc thúc nhưng không có nửa điểm phản ứng, cũng đối cái này hỗn độn thú không có nửa điểm sát ý. Coi như giết cái này hỗn độn thú lại như thế nào hắn có thể làm cho la hính khởi tử hồi sinh, hắn có thể cứu chính mình cùng người nhà một mạng. Không bằng hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại, hắn còn có một chút hy vọng sống, cái kia chính là tìm tới chứng cứ chứng minh đây hết thảy đều là có người tại thao túng hắn muốn tìm tới phía sau màn chủ mưu, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, hắn đột nhiên bạo hống, giết. Hắn không có đi giết cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú, cũng không có đi hỏa trong hồ tìm kiếm giang giật, mà là hướng núi lửa bên kia phóng đi. Vừa rồi núi lửa truyền đến một đạo nổ vang, rõ ràng là có người cố ý hành động, chính là vì dẫn xuất cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú. Sở dĩ hắn muốn tìm tới hắn, muốn bắt lại hắn hoặc là giết chết hắn, dạng này mới có thể chứng minh việc này là bị người điều khiển, mới có thể lấy được la ra ân xá, hắn mới có một chút hy vọng sống. Ông, trong tay hắn chiến đao lần nữa vô hạn dọc theo đi, biến thành dài chừng 10 trượng, hung hăng hướng sau lưng đuổi theo hỗn độn thú bổ tới. Phía dưới hỏa hồ kia mười mấy con hỗn độn thú cũng đuổi tới, hắn tả hữu vung vẩy, dùng hết toàn lực, cũng không cùng hỗn độn thú dây dưa, chỉ là đánh lui hỗn độn thú, một đường bằng nhanh nhất tốc độ hướng núi lửa bên kia phóng đi, đồng thời thần trí của hắn nhanh chóng phúc tán mà ra, tìm kiếm mục tiêu. Quả nhiên có người, nguy cơ sinh từ kích thích phía dưới trong đầu của hắn chuyển động đến thật nhanh hắn tại núi lửa phụ cận tìm được một tia manh mối đồng thời căn cứ manh mối tìm được một cái ẩn núp cường giả cường giả kia có được phi thường cường đại thuật ngụy trang thần thức đảo qua nhìn tựa như một viên thạch đầu không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức nhưng có một sơ hở đổi chắc hắn núi lửa này thường xuyên phun trào núi lửa phụ cận căn bản sẽ không có thạch đầu tồn tại ha ha thạch đầu tại lộc thuốc thần thức một mực khóa chặt nó lúc đột nhiên động thạch đầu quang mang lóe lên, biến thành một cái mày trắng dâu bạc trắng lão giả, lão giả nhìn qua bay vụt mà đến lộc thúc, cười nhạt một cái nói, la lộc, từ bỏ đi, người hôm nay chỉ có một con đường chết. chương 1331, Giang giật phải chết. Cổ mộc, cổ thống lĩnh, lộc thúc ánh mắt lộ ra ngập trời hận ý, chủ sử sau màn lại là lạc ra cái này cổ mộc là địa sát các thống lĩnh một trong, cũng là lạc ra một con chó, một đầu rất cường đại chó điên, tại thần ưng thành lừng lẫy nổi danh, bất quá ngẫm lại lộc thúc cũng liền bình thường trở lại là phủ chiến lực thần ưng thành đệ nhất la ra lại ra một thiên tài đi lam ưng phủ chiến thần các là thượng giới đệ nhất đại thế lực khắp nơi cường thế lạc gia những năm gần đây bị la ra đẻ ép mấy lần nội tâm khó chịu cũng bình thường tên tiểu tạp chủng kia là diệt ma các chẳng lẽ lạc gia cùng diệt ma các đã liên hợp lộc thúc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu bất quá nghĩ những cái kia đã vô dụng chính hắn cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì cổ mục thực lực rất mạnh, thượng giai địa sát, cũng chính là thượng giai thần vương, mạnh hơn hắn một cái cấp bậc. Sau lưng của hắn còn có một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú, tiền hậu giáp kích phía dưới, hắn làm sao có thể không chết. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Lộc thúc trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn chiến đao vạch phá bầu trời đột nhiên hướng sau lưng mấy cái hồng hoang cấp hỗn độn thú đập tới, đem kia mấy cái hỗn độn thú đập bay về sau, phía sau cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú gào thét mà tới lần này hắn nhưng không có công kích ngược lại dùng tốc độ khủng khiếp hướng cổ mộc phóng đi đồng thời hắn vung vẩy chiến đao cuốn lên tứ phương phong vân để bốn phía không gian kịch liệt chấn động cuồng phong hướng bọn họ bên này tàn phá bừa bãi mà đến dùng hắn làm trung tâm tạo thành một cái kinh khủng vòi rồng phong hệ pháp tác phong quyền tàn vân hừ hừ la lộc sắp chết đến nơi còn muốn dẫy dụa thoáng cái cổ mộc đục ngầu trong con người hiện lên một tia cười lạnh cái này phong quyền tàn vân pháp tắc cũng không mạnh dưới tình huống bình thường là dùng đến vây khốn địch nhân, đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thương. Không đúng, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, la lộc tại như thế trước mắt vì sao muốn phóng thích một cái dạng này pháp tắc, mà không phải hắn tối cường kim hệ công kích pháp tắc hắn thần thức quét qua, đột nhiên phát hiện lộc thúc trong thân thể thiên lực điên cuồng vận chuyển, lập tức sắc mặt đại biến, nổi giận gầm hét lên, la lộc ngươi cái tên điên này, ngươi lại để cho tự bảo. Ha 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 ha, lộc thúc cười to lên, thể nội thiên lực vận hành càng lúc càng nhanh, thần hạch bên trong sở hữu thiên lực đều vận chuyển ra. Hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết, sở dĩ nghĩ trước khi chết kéo lấy cổ mộc chôn cùng, hắn biết mình tự bạo cũng nổ không chết cổ mộc, nhưng phía sau có một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú a. Oanh, tại cổ mộc bên ngoài cơ thể hình thành một cái màu vàng đất khiên tròn lúc, lộc thúc thân thể sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang, bạch quang hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà ra, tựa như trích dương nổ tung. Một khắc này vùng thế giới này đều kịch liệt chấn động, bạo tạc tiếng oanh minh truyền khắp phương viên số ngàn vạn dặm kinh khủng sóng xung kích đem núi lửa đều chấn động đến không ngừng lay động dẫn đến núi lửa bên trong nham tương tuôn trào ra còn hỏa trong hồ nham tương càng là cuồn cuộn mà đi hóa thành ngập trời cự lãng nhắm hướng đông bên cạnh gào thét mà đi phanh, phanh 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 những cái kia hồng hoang cấp hỗn độn thú rất nhiều đều bị tươi sống nổ bay máu me đầm đìa sát lại gần nhất mấy cái hỗn độn thú còn tươi sống bị lực lượng cường đại đập chết cổ mộc ngưng kết pháp tắc hệ thổ thổ chi thuẫn trong nháy mắt bạo liệt hắn thân thể bị trùng điệp đập bay ra ngoài, đập vào trên núi lửa, lại bị hung hăng bắn ngược trở về, cuối cùng ngã trên mặt đất lan lộn không ngớt. Ô ô, viễn cổ cấp hỗn độn thú khoảng cách lục thúc gần vô cùng, sở dĩ tiếp nhận tổn thương cũng phi thường lớn, bất qua phòng ngự của nó quá cường đại, vẻn vẹn chỉ là đầu cùng trước ngực bị thương tổn, máu thịt be bét, xương cốt cũng mới đoạn mất mấy cây, cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Nó khổng lồ thân thể bị nện ra ngoài trăm dặm xa, tiếp lấy lại nổi giận bay vụt mà tới thân thể thụ thương để nó bạo tẩu, nó muốn đem tất cả nhân loại xé rách thành mảnh vỡ. Ở trong mắt nó cổ ngục cùng lộc thúc đều là cùng một bọn, cổ ngục trên thân còn có sinh mệnh khí tức, sở dĩ nó tự nhiên muốn trả thù. Phốc, cổ ngục không chết, bất quá cũng không chịu nổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi nhanh chóng bỏ lên, nhìn qua nơi xa bay vụt mà đến hỗn độn thú, trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng xoắn suýt. Kế hoạch lần này rất hoàn mỹ, là hính chết rồi, là lộc cũng đã chết, hắn thụ trọng thương, nhưng bằng mượn cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú trong thời gian ngắn giết không chết hắn. Giống như hắn muốn chạy trốn, hẳn là có rất lớn cơ hội có thể trốn đi thật xa. Vấn đề là, Giang Giật còn chưa có chết, là khuyên nhan kế hoạch bên trong, Giang Giật là phải chết. Hắn dẫn xuất viễn cổ cấp hỗn độn thú sau không có lập tức đào tẩu, mà là tiềm phục tại kề bên này, chính là vì bảo đảm Giang Giật chết đi. Giang Giật không chết, tự có quá nhiều biến số, la ra nhưng còn có mười mấy tên thần tướng chính hướng bên này chạy đến, giống như giang giật rơi vào trong tay bọn họ, đến lúc đó lạc ra liền phiền toái. Tiểu tử này phải chết, cổ mộc ánh mắt lộ ra một tia kiên định, hắn quyết định đụng một cái, liều chính mình giết chết giang giật sau còn có thể đào tẩu. Trong tay hắn lấy ra một cái thiết côn, quang mang lóe lên thiết côn lập tức giải ra biến lớn, hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, vùng vẩy thiết côn hung hăng đối chạy như bay đến hỗn độn thú đập tới. Phốc, hỗn độn thú bị đập bay ra ngoài, cổ mộc cũng không chịu nổi, hỗn độn thú lực lượng quá cường đại, hắn bị thiết côn bên trong phản chấn trở về cự lực chấn động đến nội tạng vỡ ra lần nữa bay ngược mà đi nhưng hắn không để ý tới lau khóe miệng tiên huyết thân thể bay vụt mà lên trực tiếp xuất vào hỏa trong hồ giang giật thực lực thật quá thấp chỉ cần có thể tìm tới hắn trong nháy mắt liền có thể miểu sát ô ô hỗn độn thú như một cái điên rồi chó hoang đi theo sông vào hỏa trong hồ đồng thời nó phun ra một cái hỏa diễm để hỏa hồ nham tương đều sôi trào lên kinh khủng nhiệt độ cao để hướng đáy hồ phóng đi cổ mộc tốc độ một giảm toàn thân truyền đến thống khổ càng thêm tăng thêm mấy phần. Lặn đi, hắn nổi giận vung vẩy to lớn thiết côn, hung hăng hướng lên trên mặt đập tới, cái kia hỗn độn thú ngạo nghễ không sợ quơ liêm đao cùng hắn thiết côn đụng nhau một cái, hai có cự lực phân biệt truyền đến, cổ mộc thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi, hỗn độn thú lại bị đánh lên trên mặt hồ. Một người một thú cứng đối cứng như vậy, song phương cũng không dễ chịu, song phương lúc đầu đều thụ thương, lần này thương thế tăng lên. Bất quá rất rõ ràng hỗn độn thú phòng ngự quá cường đại, tiếp tục nữa cuối cùng chết khẳng định là cổ mộc. a à, cổ mộc phát ra một tiếng trầm muộn kêu thảm, lần này hắn có mấy cây xương cốt đều bị chấn đoạt, hắn biết rõ tiếp tục nữa hắn muốn vĩnh viễn lưu tại lửa này trong hồ, nhưng cục diện như vậy hắn có thể làm sao chỉ có thể liều mạng. Thần trí của hắn giống như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới tìm kiếm giang giật, linh hồn của hắn phi thường cường đại, có thể dò xét phương viên ba vạn trượng, so la lộc cường đại gấp ba. Chỉ là, hắn bốn phía quét qua cũng không có phát hiện giang giật thân ảnh hắn con người lấp lóe nội tâm có chút trần chờ chẳng lẽ giang giật bị nóng hổi nham tương dung thành cặn bã vẫn là bị hỗn độn thú cho nuốt chừng không đúng hắn còn sống lộc thúc bốn phía quét qua cũng không có phát hiện hỗn độn thú mà lại bốn phía cũng không có thần hạch không gian giới chỉ cùng thần khí chiến giáp giang giật luyện hóa la hoan trung phẩm thần khí chiến giáp hồng hoang cấp hỗn độn thú hẳn là trong thời gian ngắn giết không chết hắn hắn nhanh chóng hướng đáy hồ phóng đi thần thức tra xét rõ ràng, rất nhanh hắn phát hiện một tia vết tích, đáy hồ có một đầu to lớn thông đạo, cái kia hẳn là là dưới mặt đất ám hỏa phun trào lúc lưu lại. Giờ phút này đầu kia cửa thông đạo có bị phá hư một tia vết tích, Giang giật hẳn là trốn vào cái thông đạo này bên trong, xông vào dưới mặt đất. Truy, cổ mộc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lần nữa cùng phía trên bay vụt mà xuống hỗn độn thú đối đập một cái, hắn thân thể bị phản chấn xuất vào trong thông đạo dưới lòng đất. Hắn lần này thương thế nghiêm trọng hơn, nội tâm của hắn cũng có một loại cảm giác, nói không chừng lần này hắn muốn chết ở nơi này. Hắn không có lựa chọn nào khác, Giang Giật phải chết. chương 1332, Địa Tâm Kim Diễm. Giang Giật hoàn toàn chính xác từ nơi này trong thông đạo dưới lòng đất trốn. Hắn biết rõ, phía trên có mấy cái đại thần đang đánh nhau, hắn một cái con tôm nhỏ tao ngộ bất kỳ một cái nào đại thần đều phải chết. Hắn đường ra duy nhất liền là đào tẩu, trốn được càng xa càng tốt, nơi đó có đường trong chiều trốn, Mặc dù đầu này dưới mặt đất ám hỏa phun trào thông đạo rất có thể gặp nguy hiểm, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cái thông đạo này rất lớn, cũng rất sâu, giờ phút này hắn hướng phía dưới tiềm hành dòng giã 10 vạn trượng khoảng cách còn không có đạt tới điểm cuối cùng. Phía dưới vẫn còn rất xa, bên trong có cái gì giang giật không biết, hắn chỉ có thể một đường hướng xuống mặt phóng đi. Hắn bị thương thế thật nghiêm trọng, giống như không phải có được trung phẩm thần khí chiến giáp, đoán chừng hắn đã sớm cùng hình ma đi gặp gỡ hắn nuốt mấy cái thuốc chữa thương, cường đại thân thể cũng tại phục hồi như cũ thương thế, nhưng ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục. 15 vạn trượng, 20 vạn trưởng, lối đi này thế mà còn chưa tới điểm cuối cùng, mà đúng lúc này phía trên truyền đến một đạo vô hình ba động, để thân thể của hắn cùng linh hồn cũng hơi run lên. Truy binh rốt cuộc đã đến, mà lại cái này truy binh thần thức so lộc thuốc càng thêm cường đại. La Hĩnh bên người chỉ có một tên thần vương, tên này thần vương thân phận vô cùng sống động, là khuynh nhan an bài người nàng người bắt đầu tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu. Mã lạc qua bích, giang giật thầm mắng một tiếng, tiếp tục điên cuồng hướng phía dưới tiềm hành mà đi, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một viên phích lịch thạch. Đây là cuối cùng một viên phích lịch thạch, thứ này nổ không tử thần vương, duy nhất trông cậy vào liền là bên ngoài thoa bỏ cặp hoàng bột, nhìn xem có thể hay không chậm lại một tia cái này thần vương tốc độ. Bất quá một khắc cuối cùng, giang giật là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, giang tiểu nô còn tại Lam Sư Thành, Y thiền tô như tuyết doãn nhược băng bọn người còn đang chờ hắn trở về, y phiêu phiêu bị trấn áp tại thần sơn phía dưới, hắn không thể chết, nơi này không phải hắn chinh chiến điểm cuối cùng. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thông qua nham tương ba động dò xét đuổi theo phía sau thần vương khoảng cách. Mấy hơi thời gian về sau, một cỗ cường đại thú uy bao phủ hắn, để tinh thần hắn chấn động, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú đang đuổi giết cái này thần vương cái này khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Vạn trường, năm ngàn trường, ba ngàn trường. Giang giật đại khái đánh giá ra khoảng cách của song phương, chờ cổ mộc tới gần hai ngàn trượng lúc, hắn cũng không dám lại mạo hiểm. Dù sao thần vương công kích dị thường hung tàn, như đang cho hắn tới gần chính mình tự nguy hiểm. Uống trong tay hắn hỏa long kiếm đột nhiên hướng lên trên mới công kích, thả ra đồ thần chảm, ba đầu hỏa long gào thét mà đi, đem phía trên nham tương toàn bộ dẫn dắt hướng lên trên mặt dũng mãnh lao tới. Hắn mục đích làm như vậy cũng không phải là vì công kích cổ mộc, mà là không cho phích lịch thạch sớm bạo tạc đến lúc đó chính hắn đều muốn bị nổ chết. Đi, trong tay hắn phích lịch thạch đột nhiên hướng lên trên mặt đập tới, cổ mộc một mực khóa chặt giang giật, nhất cử nhất động của hắn đều có thể dò xét rõ ràng. Hắn lúc đầu nghĩ lại rút ngắn một chút khoảng cách tự phóng thích công kích, giờ khác này lại bị bách ngừng lại. Phích lịch thạch hoàn toàn chính xác nổ không chết hắn, thậm chí cũng sẽ không bị quá lớn thương hại, nhưng bỏ cạp hoàng bột rất độc, giống như hắn không bị thương ngược lại là không quan trọng. Giờ phút này hắn bị trọng thương, như lại chúng bỏ cặp hoàng bột độc đến lúc đó nói không chừng sẽ bị phía sau cái kia hỗn độn thú trực tiếp chém giết ầm um, hắn tiện tay đánh ra một trường ba đầu hỏa long trực tiếp bị yên diệt phích lịch thạch cũng không có tới gần hắn tự nổ tung cường đại sóng xung kích theo thông đạo hướng lên trên hạ hai bên bao phủ đi đem giang giật cùng cổ mộc đều lao ra vạn trượng khoảng cách người đại gia cổ mộc nhìn thấy khoảng cách bỗng chốc bị kéo dài mà phía sau hỗn độn thú lại đuổi theo tới hắn chỉ có thể nổi giận mắng to một tiếng vung vẩy thiết côn đối hỗn độn thú đập tới, cái thông đạo này không coi là quá lớn, đường kính có trăm trượng, sở dĩ hắn thiết côn không thể dọc theo quá trường, mỗi lần tiếp nhận lực phản chấn hội càng hơn hơn phân. Hô hô, lần này hắn càng thảm hơn, hỗn độn thú thế mà phun ra một cái kinh khủng huyết hồng sắc hỏa diễm, hắn lần này khoảng cách hỗn độn thú rất gần, sở dĩ kia hỏa diễm thoáng cái cuốn tới, bao phủ toàn thân hắn. Toàn thân hắn làn da đều bị thiêu đốt bốc lên khói đen, huyết dịch sôi trào, thiên lực nhiễu loạn, nội tạng lúc đầu đã nứt ra mấy chục đạo lỗ hồng, giờ phút này bị nhiệt độ cao một thiêu đốt tựa hồ có quen xu thế a a a hắn thiết côn cùng hỗn độn thú liêm đao chân trước chạm vào nhau sở dĩ thân thể bị hung hăng hướng phía dưới đập tới hắn phát ra từng đạo tê tâm liệt phế đau nhức gào giống trong mắt đều là tử trí hắn trốn không thoát hắn tuyệt đối phải chết tại cái này nhưng trước khi chết hắn nhất định phải đem giang giật chém giết nhất định phải hoàn thành là khuyên nhan cho hắn nhiệm vụ Cổ một thần thức khóa chặt hạ bản chạy trốn giang giật, nổi giận giống to, giang giật, người trốn không thoát, tiểu thư để ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể táng thân hỏa hồ. Giang giật đùa cợt quay đầu nhìn một cái, nhếch miệng cười to nói, ha ha ha, thân người bị thương nặng, hôm nay sợ là muốn chết ở nơi này a à, ngươi yên tâm. Nếu là ta có thể sống sót, ta nhất định sẽ đem cái này tin tức báo cho lạc huynh nhan. Ta cũng sẽ đem tiểu thư nhà ngươi mạnh lên, dùng báo nàng tá ma giết lửa mối thù. Chỉ bằng ngươi nằm mơ, Cổ mộc gầm thét một tiếng, điên cuồng tăng tốc, nhưng phía dưới giang giật đột một phung ra một kiếm, để hắn không thể không ngừng lại, bởi vì giang giật trong lòng bàn tay toát ra từng đoàn từng đoàn màu xanh đỏ hỏa diễm, kia hỏa diễm bị hắn dẫn dắt nhanh chóng hướng lên trên mặt bay tới. Hỏa diễm nhiệt độ rất cao, đương nhiên cùng viễn cổ cấp hỗn độn thú hỏa diễm vẫn còn có chút tranh lệch, vấn đề là toàn thân hắn làn da đều bị đốt bị thương, như lại bị nhiệt độ cao nướng thoáng cái, hắn tựu thật lại biến thành thịt nướng. Hắn thân thể dừng lại, đột nhiên hướng phía dưới đánh ra một trường, đem hỏa diễm phản chấn trở về, lúc này mới tiếp tục đuổi giết. Giang giật lại mượn một trường kia lực phản chấn, tốc độ tiêu thăng, đáng tiếc lối đi này tựa hồ còn chưa tới cuối cùng, Giang giật nội tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, thực lực của hắn vẫn là quá yếu quá yếu. Giang giật, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi lòng tham đi. Cái này một vạn chiến công cũng không là ai đều có thể cầm, một vạn chiến công nhiệm vụ cần trăm vạn thần nguyên, người cho rằng tiểu thư sẽ cam lòng nằm mơ khoảng cách rút ngắn đến hơn 3.000 ngàn trượng cổ mộc trong tay thiết côn phát sáng lên bắt đầu ngưng tụ cường đại pháp tác công kích chuẩn bị nhất cử diệt sát giang giật ách thông đạo biến chiều rộng phía dưới là một cái lòng đất ám hồ đó là cái gì giờ khắc này giang giật phát hiện thông đạo vô hạn bắt đầu biến rộng phía dưới biến thành một cái rộng lớn bát ngát nham tương hồ ánh mắt của hắn bỗng chốc bị bên trái đằng trước mấy ngàn trượng bên ngoài một đạo hào quang màu vàng sậm hấp dẫn nham tương nhan sắc vốn là hỏa hồng sắc bên kia xuất hiện một đạo hào quang màu vàng sậm cái này không hấp dẫn người chú ý cũng khó khăn. A, à, Cổ Mộc cũng bị cái kia đạo hào quang màu vàng sẫm hấp dẫn, bởi vì hắn phát hiện theo hướng xuống tiềm hành, nhiệt độ bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp tăng cao, hắn thần thức hướng cái kia đạo hào quang màu vàng sẫm quét qua về sau, lập tức kinh hô lên, Địa Tâm Kim Diễm. Địa Tâm Kim Diễm, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, nghe cái này thần vương ngữ khi cái này cái gì kim diễm tựa hồ rất khủng bố mà chính hắn lại nửa điểm không có cảm nhận được cực nóng. Hắn đôi mắt sáng lên, có lẽ hôm nay hắn thật không cần chết, chỉ cần hắn tới gần nơi này địa tâm kim diễm, cái này thần vương nói không chừng cũng không dám truy sát. Trong tay hắn xuất hiện mấy chục mai thiết châu, đồng thời thả ra đồ thần chảm, đem nham tương dẫn dắt đi, lúc này mới đột nhiên hướng lên trên nhảy dù ném mà đi, hắn bảo hống muốn chết cùng chết, nổ chết ngươi. a à, cổ mộc thần thức giờ phút này còn khóa chặt địa tâm kim diễm, bị giang giật lời nói bừng tỉnh, nhìn thấy mấy chục mai thiết châu bản năng giật mình, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ không bằng hắn thần thức quét qua sau lại nổi giận, hạt châu này chỉ là phổ thông thiết châu, ở nửa đường tự tự động hòa tan, căn bản không phải phích lịch thạch. Hưu, trong chấp nhoáng này cơ hội, Giang giật điên cuồng hướng địa tâm kim diễm phóng đi. Cổ mộc đuổi mấy ngàn trượng khoảng cách, phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao, có chút không dám tới gần, hắn thần thức khóa chặt Giang giật trong tay hỏa linh châu, kinh nghi quát khẽ nói, tiểu tử, không nghĩ tới người thế mà có thể có như thế cường đại tích hỏa bảo vật liền địa tâm kim diễm đều không sợ. Ha ha ha. Giang giật giò xét đến cổ ngục không dám đuổi theo, lập tức khoái ý cười ha hả quát ta trên người bảo vật nhiều nữa đâu, ngươi không phải rất nhiều à ngươi hẳn là địa sát cấp bậc thống lĩnh A đến A, tới giết ta à. chương 1333, ngươi là hầu tử mời tới cứu binh sao. Địa tâm kim diễm, đây là một loại địa sát giới lừng lẫy nổi danh hỏa diễm, loại này hỏa diễm chỉ có địa tâm mới có, nhiệt độ kỳ cao, rất nhiều hỏa hệ hỗn độn thú cũng là địa tâm kim diễm thay ngén mà ra loại này hỏa diếm kinh khủng nhất chỗ ở chỗ ăn mòn chỉ cần bị bắn ra đến một điểm coi như trung phẩm thần khí đều có thể nhẹ nhõm hòa tan giống như cổ mộc không có bị thương nặng giờ phút này đoán chừng hắn sẽ còn nghĩ biện pháp tới gần đụng một cái đánh giết giang giật nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn qua giang giật hướng địa tâm kim diễm nhanh chóng tới gần hắn nếu là lại tới gần mấy ngàn trượng khoảng cách hắn lại bởi vì đau khổ kịch liệt mà không cách nào di động làm sao có thể đánh giết giang giật làm sao bây giờ tại xác định không cách nào đánh giết Giang Giật về sau, cổ ngục dục vọng cầu sinh đột nhiên hiện lên trong lòng. Nội tâm của hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp, hắn có thể mượn đao giết người a. Hắn có cường đại thuật ngụy trang, hắn một khi ngụy trang, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú nói không chừng hội không cảm ứng được hắn, đến lúc đó ngược lại công kích Giang Giật hắn liền có thể thừa cơ đào tẩu. Hỗn độn thú là địa tâm kim diễm thay ngén mà ra, trên lý luận sẽ không sợ sợ địa tâm kim diễm, tại hỗn độn thú trong mắt bất luận nhân loại nào đều như thế, nó một khi đã mất đi khí thức của mình, chỉ có thể đi công kích giang giật. Tốt, hắn hưng phấn kêu to lên, lập tức trên thân quang mang lóe lên, thân thể của hắn thế mà nhanh chóng biến thành một khối màu đỏ thạch đầu, khí thức trên thân cũng từ từ biến mất, cuối cùng triệt để không có nửa điểm sinh mệnh khí thức, tựa hồ thật biến thành một khối thạch đầu. Ô ô, phía trên hỗn độn thú gào thét mà đến, rất nhanh đã tới hắn phụ cận, nhưng hỗn độn thú mắt tam giác bốn phía quét qua, nhưng căn bản không cách nào phát hiện hắn. Cổ mộc nội tâm cuồng hỉ, lần này giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ đi hắn còn có thể thừa cơ thoát đi, công thành lui thân. Quả nhiên, hỗn độn thú bốn phía cảm ứng một phen, rất nhanh dò xét đến giang giật, hướng giang giật phương hướng bay đi, mà lại nó thật sự đối địa tâm kim diễm không có nửa điểm e ngại. Cái này hỏa diễm là thai ngén bọn chúng ra, thuộc tính giống nhau lại thế nào có thể tổn thương nó. Địa tâm kim diễm, giang giật đã tới gần địa tâm kim diễm, kia hỏa diễm chỉ có 10 đám, vần quanh cùng một chỗ, bốn phía nham tương không cách nào tới gần. Hỏa diễm thành kim sắc, tựa như 10 đám vàng chiếu sáng rạng rỡ, giang giật âm thầm sợ hãi thán phục tạo vật chủ thần kỳ, liền thần vương đều e ngại hỏa diễm, cái này hỏa diễm nên kinh khủng đến cỡ nào. Ô ô, đằng sau truyền đến thú giống để hắn giật mình tỉnh lại, hắn cảm ứng được một cái cự thú nhanh chóng tới gần linh hồn lập tức run lên, thần vương không dám tới gần, cái này hỗn độn thú lại dám tới gần chẳng lẽ lại nó không sợ cái này hỏa diễm. Dung hợp, điện thạch hỏa hoa ở giữa, sang giật não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp duy nhất hắn muốn đem cái này mười đám địa tâm kim diễm hấp thu vào thứ chín khỏa tinh thần bên trong, cùng bên trong dung hợp hỏa diễm lần nữa dung hợp, để uy lực tăng lên. Giống như cái này dung hợp ba loại hỏa diễm hoàn toàn mới hỏa diễm không cách nào tổn thương hỗn độn thú, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một tay cầm hỏa linh châu hướng địa tâm kim diễm tới gần, mười đám hỏa diễm lập tức bị hỏa linh châu hấp thu đi vào, hắn vận chuyển luyện hỏa chi đạo, đem hỏa diễm toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể, cuối cùng tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần. Dung hợp, Giang giật cuồng hỉ vô cùng, địa tâm kim diễm cùng bên trong không nhiều dung hợp hỏa diễm nhanh chóng dung hợp được, biến thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Cái này hỏa diễm có 3 loại nhan sắc, lam đỏ kim, số lượng không nhiều, chỉ có 10 đám. Hỗn độn thú đã tới gần, kia hai cái liêm đao chân trước mang theo rét lạnh sát khí đột nhiên bổ tới. Giang giật giờ khắc này cảm giác cũng không thể hít thở, bị thu uy chấn áp cũng vô pháp di động, tử thần âm ảnh đã bao phủ hắn, hắn quát lớn, hỏa diễm ra. Một đoàn có được kim lam đỏ ba loại nhan sắc hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn toát ra, tại cái này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, xa xa cổ mộc đột nhiên không cách nào ngụy trang, thống khổ chu lên, tại nham tương bên trong quay cuồng lên, cái kia hỗn độn thú cũng hoảng sợ chu lớn, liêm đao nhanh chóng rút về, liền muốn đào tẩu. Đi, cơ hội tốt như vậy, Giang Giật làm sao có thể bỏ qua hắn hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, mấy chục đầu phong long dẫn dắt đoàn kia hỏa diễm hướng phía trước gào thét mà đi, nhẹ nhóm đập chúng cách hắn chỉ có mấy chục trượng hỗn độn thú. Ô ô, hỗn độn thú thống khổ quay cuồng lên, bị hỏa diễm đập chúng bụng dưới dùng tốc độ khủng khiếp bị ăn mòn. Vẹn vẹn một hơi thời gian, nửa người không còn, nó còn lại thân thể tàn phế lộn vài vòng dần dần không động đậy được nữa, thế mà bị cái này mới dung hợp hỏa diễm tươi sống cho thiêu chết. Bá đạo như vậy, giang giật âm thầm kinh hãi, nội tâm cuồng hỉ không thôi không bằng hắn phản ứng rất nhanh giới chỉ quang mang lóe lên đem cái này hỗn độn thú tàn thi thu vào thân thể hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi cổ mộc còn tại chu lên hẳn là bị nhiệt độ cao đốt bị thương cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đừng đừng giết ta giang giật người coi như giết ta người cũng trốn không thoát cổ mộc triệt để bị đả thương nặng toàn thân làn da cơ bắp đều bị nướng chín hắn giờ phút này toàn thân đều không thể động đậy kinh mạch cũng bị đốt bị thương thiên lực không thể vận chuyển giống như giang giật lại phóng thích một đoàn hỏa diễm, hắn tự triệt để biến thành một đoàn thịt nướng. Hắn không nghĩ ra giang giật một cái nhỏ bé sâu kiến, làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đại. Hắn chỉ muốn tận cuối cùng một tia hy vọng, bảo trụ chính mình một mạng, hắn dừng một chút quát khẽ nói, giang giật, ta có thể mang ngươi rời đi, dẫn ngươi đi khác thành trì, thoát đi la ra cùng lạc ra truy sát. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi một kiện thượng phẩm thần khí, trên người của ta còn có 60 vạn thần nguyên, đây đều là ngươi ngươi là hầu tử mời tới cứu binh sao? Giang giật nhanh chóng bay tới, trong tay quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị phóng thích dung hợp hỏa diễm, hắn đùa cợt nhếch miệng nói, ta giết ngươi, ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật không toàn bộ đều là của ta đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề. Bất quá cổ mục lời nói, để Giang giật linh cơ khẽ động, hắn tới gần cổ mục ngàn trượng về sau, ngừng lại trầm giọng nói ra, đã ngươi có muốn hay không chết, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội làm nô lệ của ta, ta chỉ cần ngươi là ta hiệu chung 5 năm. năm. Năm năm sau ta trả lại ngươi tự do, thế nào ngươi chọn đi, hoặc là chết, hoặc là trở thành nô lệ của ta. Ây, cổ mộc nao nao, tiểu tử này thế mà nghĩ thu hắn làm nô lệ hắn một cái chỉ là thiên thần cảnh, thế mà nghĩ thu một tên thượng giai thần vương làm nô lệ hoạt thiên hạ cười chê. 5 năm thời gian 5 năm hoàn toàn chính xác rất ngắn, nhưng hắn mạng nhỏ khống chế tại giang giật trong tay, ai biết là 5 năm vẫn là 500 năm. Tốt, cổ mộc nghĩ lại nội tâm chấn động, giang giật một cái nho nhỏ thiên thần linh hồn có thể mạnh bao nhiêu hắn có thể mượn cơ hội trực tiếp dùng cường đại hồn trùng công kích linh hồn của hắn để hắn hồn phi phách tán đến lúc đó hắn không chỉ có thể mạng sống còn có thể đạt được giang giật viên kia cường đại tích hỏa bảo châu hắn trầm ngâm một chút có chút khó khăn nói ra năm năm giống như đến lúc đó ngươi không đem của ta hồn trùng trả lại cho ta ta cũng như thế không cách nào thu hoạch được tự do mà lại ta là địa sát các người một khi bị điều tra ra trở thành nô lệ của ngươi ta đồng dạng chỉ có một con đường chết giang giật nhếch miệng cười nói ta giang giật đỉnh thiên lập địa nói lời giữ lời mà lại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta còn địa sát khác ta không nói ngươi không nói trời biết đất biết ngươi biết ta biết ai có thể biết rõ quan hệ giữa chúng ta yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi dù sao có ngươi ở bên cạnh ta an toàn của ta có rất lớn cam đoan cổ mộc chính đang chờ câu này hắn giả bộ rất thống khổ nói ra giang giật chỉ cần ngươi lập xuống thiên đế huyết thệ trong vòng 5 năm nhất định phải đem trồng sen lẫn lăn lộn cho ta, lão phu tựu cho ngươi làm nô 5 năm. Tốt, Giang giật đầy mắt cuồng hỉ, không nghĩ tới cái này thần vương cư nhiên như thế không có loại. Có thể được đến một tên thần vương nô lệ, thực lực của hắn đem có thể tăng nhiều, đi làm sư thành tìm kiếm Giang tiểu nô cũng dễ như trở bàn tay, lại không biết một cái càng lớn nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Trường 1334, Thần vương nô lệ Ta Giang giật đối thiên đế phát thệ. Thu cổ mộc là hồn nô, thời gian 5 năm sau nhất định phải trả lại hắn hồn chuông, như vi phạm lời thề. Giang giật tại cổ mộc chỉ dẫn hạ cắt vỡ ngón tay, nói một trận nói nhảm, hắn thấy cái quỷ gì lời thề đều là giả, thần linh thật hội trách phạt. Lại nói bọn hắn liền là phàm nhân trong mắt thần linh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, chẳng lẽ lại chính bọn hắn trách phạt chính mình cái kia thiên đế là ai a à thật không gì làm không được. Tốt, người dựa đi tới đi, của ta trồng sen lẫn rất yếu đuối, cái này nham tương bên trong nhiệt độ cao có thể sẽ hủy đi. Cổ mộc truyền âm đến đây, Giang giật ngược lại cảnh giác lên, hắn đôi mắt nhất chuyển không có mạo muội đi qua. Vạn nhất cổ mộc vùng vẫy giấy chết, liều mạng một kích đầu hắn trầm ngâm chốc lát nói, người đưa người giới chỉ giải trừ linh hồn liên hệ ném qua đến. Cổ mộc có chút im lặng, Giang giật không khỏi quá cẩn thận rồi a à hắn kinh mạch đều bị đốt bị thương, căn bản là không có cách vận chuyển thiên lực, làm sao có thể công kích bất quá vì an Giang giật tâm, hắn vẫn là đem trong giới chỉ dấu ấn tinh thần giải trừ, sau đó dùng hết toàn lực đã đánh qua. Rất tốt, Giang giật yên tâm, cổ mục binh khí cùng bảo vật đều tại trong giới chỉ, hắn có trung phẩm thần khí chiến giáp, cổ mục không có binh khí rất khó phá vỡ, chỉ ít giết không chết hắn. Hắn hỏa diễm vừa ra cổ mục liền sẽ thiêu chết, hắn tin tưởng cổ mục không dám dở cho quỷ. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng cổ mục hết thảy động tính, một khi hắn có nửa điểm làm loạn chi tâm sẽ lập tức giết chết hắn hắn chậm rãi tới gần, trọn vẹn đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 10 trường, cổ ngục vẫn là không có bất luận cái gì dị độc, mới quát khẽ mở miệng nói, người hồn trùng đâu. Ông, cổ ngục đầu sáng lên, một viên kim sắc hạt giống bay tới, cũng không phải là thiên tinh giới hồn ấn. Giang giật dừng một chút, vẫn là quyết định mạo hiểm tiếp nhận cái này mai hồn trùng, bởi vì hắn cảm giác đây không phải công kích linh hồn. Hồn trùng nhẹ nhõm xuyên thấu qua giang giật thần khí chiến giáp tiến vào hắn trong thân thể, chậm rãi hướng linh hồn hắn phóng đi. Giang giật một mực khóa chặt cái này mai hồn trùng, cũng không có cảm giác có bất kỳ nguy hiểm, nội tâm của hắn có chút yên tâm lại, chuẩn bị đem viên kia hồn trùng cùng trước kia hồn ấn xử lý giống nhau, dung hợp vào chủ linh hồn bên trong, đến lúc đó tâm hắn niệm khẽ động, cổ mộc có thể hội hồn phi phách tán. Kim sắc hồn trùng bay vào giang giật linh hồn trong thức hải, chậm rãi hướng hắn chủ linh hồn bay đi, không có nửa điểm vấn đề. Giang giật chủ linh hồn quang mang lóe lên, chuẩn bị thôn phệ hồn trùng, khống chế cổ mộc. Ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, kim sắc hồn trùng quang mang lóe lên, ngưng tụ thành một cái hư ảnh nho nhỏ, đúng là cổ mộc, hắn nhìn qua giang giật chủ linh hồn, mừng như điên cười ha ha, ha ha ha, ngớ ngẩn. Như thế yếu linh hồn thế mà nghĩ khống chế của ta hồn trùng, mặc dù có hay không cái nước tăng phúc, nhưng vẫn là quá yếu quá yếu, tiểu tử đi chết đi, đi minh giới minh tướng bọn họ hỏi ngươi chết như thế nào, ngươi nói cho bọn hắn. Ngươi là ngu xuẩn chết, hưu, hồn trùng ngưng tụ mà thành tiểu nhân, đột nhiên hướng giang giật chủ linh hồn va chạm mà đi, một cỗ bảng bạc linh hồn chi lực từ nhỏ trong đám người phóng thích mà ra. Cái này mặc dù là cổ mộc hồn trùng, cũng không phải là công kích linh hồn, nhưng cổ mộc thế nhưng là thượng giai thần vương, linh hồn của hắn quá quá mạnh. Cái này, giang giật không nghĩ tới cổ mộc lại giấu giếm sát cơ cảm nhận được kia cường đại linh hồn chi lực, giang giật linh hồn chấn động, bất quá lập tức bình tĩnh lại, nội tâm của hắn điên cuồng quát lớn nói, vô danh công pháp nhờ vào ngươi. Ông, hắn chủ trên linh hồn quang mang lấp lánh, ba đầu long văn nhanh chóng du tẩu, từng cái chữ tiểu truyện ký tự gào thét mà ra, một cỗ thần thánh vô cùng khí thức từ nhỏ chữ triện trên bùa truyền ra, tựa hồ những này thần thánh quang mang có thể trấn áp hết thải tả ác. Cái này, cái này, đây tuyệt đối không phải địa giới có thể có đồ vật, tiểu tử ngươi đến tột cùng có cái gì địa vị. Cổ mộc hồn ấn ngưng tụ tiểu nhân đột nhiên run lên, tại cái này thần thánh khí thức phía dưới. Hắn hồn trùng mặc dù có được cường đại linh hồn chi lực lại không cách nào động đậy, mà lại cảm giác những cái kia chữ tiểu chuyện ký tự nhẹ nhõm có thể hủy diệt hắn hồn trùng. Chết, giang giật linh hồn bên trong nổi giận giống to, chữ tiểu chuyện ký tự từng cái liên tục không ngừng hướng của mộc hồn trùng đập tới. Mỗi lần một đập, cổ mộc hồn trùng tự kịch liệt run lên, sau đó từ từ thu nhỏ, bên trong linh hồn chi lực khí tức nhanh trong yếu bớt. Một vòng công kích phía dưới, hắn hồn trùng trọn vẹn nhỏ đi một nửa, linh hồn khí tức cũng yếu ớt đến đáng thương. Đừng, khác đừng công kích, ta là thật chịu phục, ta nguyện làm nô lệ của ngươi, ta cũng không dám lại làm loạn. Cổ mộc hồn trùng bên trong truyền đến từng đạo ý niệm, giang giật lại không quan tâm, khống chế chiếc tiểu chuyện ký tự tiếp tục công kích, thẳng đến kia hồn trùng liền muốn sụp đổ, hắn mới khống chế chủ linh hồn bay qua, đem cái này hồn trùng trực tiếp thôn phệ. Lần này thật sự là quá mạo hiểm, các loại chờ hồn trùng triệt để bị thôn phệ, hắn cùng cổ mộc linh hồn có một tia liên hệ, cổ mộc biến thành của hắn hồn nô về sau, giang giật mới thở dài một hơi. Lần này nếu không có vô danh công pháp, tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Đây không phải địa giới công pháp chẳng lẽ hỏa long kiếm bên trong ông lão thần bí kia đến từ thiên giới. Giang giật âm thầm kinh dị, bất quá nghĩ đến lão giả kia nói qua, chỉ cần vô danh công pháp tu luyện tới đệ cửu trọng, hội tụ hỏa long kiếm sở hữu mảnh vỡ, hắn tự có được cùng minh giới chống lại thực lực, giang giật cũng liền chẳng phải kinh ngạc. Cái này lão giả thần bí khi còn sống tuyệt đối là thiên giới cường giả, thực lực rất có thể đạt đến phong hào diệt ma chiến thần tình trạng. Hắn mở to mắt, lạnh lùng quét cổ mộc một chút, cái sau đắng chát nhìn qua hắn, cung kính nói ra, chủ nhân, cổ mộc có tội, còn ý đồ ám toán chủ nhân, lại không nghĩ rằng chủ nhân địa vị to lớn như thế lại có được như thế cường đại trí bảo, linh hồn ngươi bên trong những chữ kia phù, đoán chừng phổ thông thiên sát công kích linh hồn đều không thể thương tổn ngươi linh hồn. Thiên sát, giang giật có chút ngoài ý muốn, thiên sát kia là địa sát các xương hô, diệt ma các xương là diệt ma chiến thần, cái này mười mấy cái chứ tiểu truyện ký tự khủng bố như thế diệt ma chiến thần công kích linh hồn đều đối với hắn không có hiệu quả hắn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật sở dĩ không có nói tiếp trầm ngâm một phen nói đừng nói trước những này nói nhảm trừ ngươi ở ngoài các ngươi nhưng còn có người tại phụ cận chúng ta phải chăng gặp nguy hiểm ta chết rồi ngươi cũng liền chết rồi hiểu cái này ta tự nhiên biết rõ chủ nhân mệnh chính là ta mệnh cổ mộc cung kính truyền âm tới suy nghĩ một chút nói tạm thời chúng ta hẳn là không nguy hiểm lạc ra người ở phụ cận đây chỉ có một mình ta la lộc la hính bọn người bị giết còn có một số thần tướng coi như truy tung tới cũng không dám tiến vào nơi này chủ nhân chúng ta trước chữa thương chờ thương thế tốt ta mang ngươi rời đi tốt giang giật trầm tựu nhẹ gật đầu lấy ra mấy cái thuốc chữa thương trả lại cổ mộc cho ăn mấy cái ngay tại nham tương hồ bên trong ngồi xếp bằng chữa thương trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nội tâm lại cuồng hỉ vô cùng đạt được một tên thần vương nô lệ chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này, liền có thể trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng ngư dược. Hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới Giang Tiểu Nô, còn có thể để cổ mộc nghĩ biện pháp giải trừ minh giới đối thiên tinh giới uy hiếp, đến lúc đó sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp đi thánh linh giới tìm kiếm y phiêu phiêu. Tiến vào địa sát giới về sau, hắn vẫn cho là không đường có thể đi, cuối cùng hắn cùng thiên tinh giới đều muốn diệt phong. Mặc dù vẫn không có biện pháp gì, nhưng đạt được tên này thần vương nô lệ, hắn rốt cuộc thấy được một tia hy vọng chương 1335, ta muốn chứng cứ. Vù vù, La Hĩnh lần này mang đến trăm tên thần tướng, bị chém giết hơn 20 tên, còn lại hơn 70 người một mực hướng bên này chạy đến. Tại giang giật cùng của một chữa thương hai nén hương thời gian về sau, đợt thứ nhất hơn 20 người chạy tới phụ cận. Thiếu tộc trưởng, lộc thúc tự bảo thanh thế quá lớn, đã sớm để bọn hắn nội tâm có loại dự cảm không tốt, bọn hắn nhìn thấy đầy đất tàn thi, nhìn thấy la hĩnh biến thành một đống thịt nhão toàn bộ sợ ngây người, trên mặt đều không có một tia huyết sắc, đều mờ mịt sừng sững giữa không chung, bó tay luống cuống. La Hính là thiếu tộc trưởng, mặc dù tại địa sát giới tới nói thiếu tộc trưởng cuối cùng không nhất định sẽ trở thành tộc trưởng, thường xuyên lại có thiếu tộc trưởng đều sẽ bị trục xuất, nhưng La gia tộc quy sâm nghiêm, La Hính chết bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Trốn, rất nhiều người trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh bác bỏ, La gia tại Lam ưng phủ quyền thế phi thường lớn. Một cái đại gia tộc hấn nhất phản đồ, bọn hắn nếu là đào tẩu địa sát các chiến thần các diệt ma các hội trước tiên tuyên bố nhiệm vụ, thiên hạ chi đại bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây toàn bộ địa giới nhiều như vậy giới diệt chỗ nào không có chiến thần các cùng diệt ma các. Nếu là bọn họ thành thành thật thật trở về thỉnh tội, có lẽ người nhà của bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, như chạy trốn, người nhà của bọn hắn sẽ trước tiên bị chém giết. Mọi người rất nhiều tỉnh ngộ lại, một tên thần tướng đỉnh phong bốn phía liếc nhìn, phát hiện một cái không gian giới chỉ, hắn kinh hô lên, lột thúc không gian giới chỉ, còn có chiến giáp của hắn đều bạo liệt, vừa rồi tự bạo là lộc thúc. Thần tướng đỉnh phong đánh thức mọi người, bọn hắn bốn phía dò xét, rất nhanh phát hiện một chút dấu vết để lại. Kia hơn 20 tên thần tướng hẳn là bị hỗn độn thú đánh giết, là hính cũng là bị hỗn độn thú đánh giết, theo vết thương cùng bọn hắn trên thi thể bị hỏa diễm đốt bị thương có thể thấy được lốm đốm. Viễn cổ cấp hỗn độn thú, có thể chém giết nhiều như vậy thần tướng, thần châu đều bị nhẹ nhóm đánh nát, kia chỉ có viễn cổ cấp hỗn độn thú, nhưng phụ cận cũng không có viễn cổ cấp hỗn độn thú thi thể, lộc thúc đều tự bảo, thế mà đều giết không chết viễn cổ cấp hỗn độn thú. Lộc thúc tại sao lại tự bảo? Sự nghi ngờ này thật sâu phù tất cả mọi người trong đầu, lộc thúc là thần vương, tao ngộ viễn cổ cấp hỗn độn thú coi như giết không chết, nhưng đào tẩu vẫn là rất nhẹ nhàng. Như thế cấp bậc cường giả, nếu không có niềm tin tuyệt đối kéo lấy viễn cổ cấp hỗn độn thú cùng chết, là tuyệt đối sẽ không tự bảo. Vấn đề ở chỗ nào? Mọi người không nghĩ ra, bất quá có người hay là nhanh chóng đem la hĩnh đám người thi thể thu liếm, quyết định trở về chịu đòn nhận tội, mặc cho la ra xử trí. Không đúng, lộc thúc trước cao trọng quyền, gia tộc rất là coi trọng, coi như thiếu tộc trưởng chết rồi, hắn như hồi trở lại gia tộc thỉnh tội, gia tộc rất có thể hội ân xá hắn. Hắn vì sao muốn tự bạo chẳng lẽ hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết, cho nên mới lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận chẳng lẽ viễn cổ cấp hỗn độn thú có hai cái. Tên kia thần tướng đỉnh phong hồ nghi thì thào, nghĩ một lát linh hồn hắn chấn động, kinh hô lên, không đúng. Gần nhất gia tộc trong tình báo, Hỏa Hồ cũng không có bất kỳ phát hiện nào viễn cổ cấp hỗn độn thú, càng không khả năng xuất hiện hai cái. Âm mưu, đây là một trận âm mưu. Hắn đem lần này tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều nghĩ đến một lần, càng phát ra cảm thấy trong này khắp nơi đều có vấn đề. Trước kia hắn cũng cảm giác có chút không đúng, nhưng La Hính căn bản nghe không vào, hắn cũng không dám nói lung tung, vạn nhất dao động quân tâm sẽ còn bị La Hính trách phạt giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ từ đầu tới đuôi đây đều là một cái âm mưu giang giật là một tiểu nhân vật không thể nghi ngờ hắn mới phi thăng địa sát giới việc này la ra đã điều tra nhất thanh nhị sở sở dĩ hắn là một cái hèn mọn nhất sâu kiến nhưng con kiến cỏ này tại vô số la ra mật thám dò xét phía dưới thế mà thành công trốn ra thần ưng bộ lạc la hĩnh là tại giang giật đi thật lâu mới thu được diệt ma các nội tuyến tình báo nói giang giật tiếp một cái đi ma hỏa sơn mạch nhiệm vụ la hĩnh phái người điều tra một phen phát hiện Giang giật đào tẩu đã lâu, lúc này mới tại cái kia thương hội có thể tra được một tia dấu vết để lại theo truy sát mà đến. Xem ra, diệt ma các bên trong cái kia nội tuyến đã trở thành người khác ái náy, thương hội bên trong dấu vết để lại cũng là có người cố ý lưu lại, Giang giật một cái như thế tiểu nhân vật mới gia nhập diệt ma các mấy ngày, hắn làm sao có thể mua được không có dễ nước cùng phục linh đan. Hết thảy hết thảy đều để thần tướng thật sâu hoài nghi, hắn con người nhất chuyển quát khẽ nói, lập tức đưa tin cho gia tộc, nói thiếu tộc trưởng bị người lừa giết, có đại gia tộc bố cục mưu sát hắn. Để gia tộc lập tức điều động cường giả tới điều tra, chúng ta những người còn lại lui lại ngàn dặm, đem nơi này vây quanh, chờ đợi gia tộc cường giả đến. Tên này thần tướng đỉnh phong tại La Gia địa vị cũng tạm được, lộc thúc La hính chết một lần, những người còn lại đều luống cuống, bản năng dùng hắn làm trung tâm nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lập tức mọi người vội vàng tại phụ cận tìm tòi một lần, đem tất cả thi thể cùng hài cốt thu thập sau lập tức triệt thoái phía sau. Lộc thúc đều đã chết, bọn hắn chút thực lực ấy nếu là tao ngộ viễn cổ cấp hỗn độn thú hoặc là cường giả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên thần tướng lấy ra đặc thù đưa tin Ngọc Bội, nhanh chóng đưa tin hồi trở lại La Gia. Ngọc Bội kia phi thường thần kỳ, đưa tin lúc phương viên chăm giảm không gian cũng hơi ba động, chờ đưa tin xong Ngọc Bội ầm vang bạo liệt, hiển nhiên đây là đặc thù luyện chế, chỉ có thể siêu viễn cự ly đưa tin một lần. Thần ưng thành thành đông, một mảnh vàng son lộng lẫy tòa thành trong đám đó, một cái lâu đài nhỏ bên trong sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, một lát sau lâu đài nhỏ bên trong một tên thần tướng sắc mặt trắng bệch vọt ra, bắn thẳng đến bên trong lớn nhất một tòa thành lâu đài. La gia tộc trưởng La Phù ngay tại lớn nhất tòa thành bên trong nghe thủ hạ thông lệ báo cáo, nhìn thấy tên này thần tướng không có thông báo tự vọt vào, thưa thất nhướng mày, hắn người này quan trọng nhất quy củ, người này dám như thế mạnh mẽ xông tới vào đây, khẳng định là có đại sự xảy ra. Âm, um, thần tướng xông tới sau một gối quỳ xuống, chắp tay bẩm tộc trưởng, vừa mới thu được đưa tin, thiếu tộc trưởng tại hỏa hồ bị giết, La Lộc tự bạo bỏ mình, còn chết trận hơn 20 tên thần tướng. La Điền đưa tin trở về nói có cường đại gia tộc bố cục mưu sát thiếu tộc trưởng, mời gia tộc điều động cường giả trợ giúp điều tra. Soạt, trong đại sảnh ngồi La ra ít nhất 50 tên cường giả, thần vương tự có được hơn 30 tên, lập tức tất cả mọi người vỡ tổ, rất nhiều người lập tức đằng đằng sát khí đứng lên, lại có gia tộc mưu sát nhà bọn hắn thiếu tộc trưởng đây là muốn cùng La ra khai chiến A, làm ưng phủ ngoại trừ kia 10 cái siêu cấp gia tộc bên ngoài, La ra sợ qua cái nào gia tộc. Ngồi xuống, La Phù quát lạnh một tiếng, trong thanh âm hàn khí làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên, những cái kia đứng lên người nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía La Phù. La Phù không có bất cứ động tĩnh gì, dù sao mặt không thay đổi nhắm mắt trầm ngâm. Đợi chừng thời gian một nén nhang, hắn đôi mắt mới mở ra, lạnh giọng hạ lệnh, la khắc địch, người mang chiến đường người đi ma hỏa sơn mạch, không muốn bỏ sót bất cứ chứng cứ gì. Ta dám đoán chắc việc này không phải lạc ra liền là diệt ma các làm, nhưng... Nếu như không có chứng cứ, chúng ta không động được bọn hắn, sở dĩ các ngươi đi mục đích, liền là tìm tới chứng cứ. Tuân mệnh, một tên thượng giai thần vương mang theo 10 cái thần vương bắn ra, tiếp lấy hét lớn một tiếng, chiến đường tất cả mọi người tập hợp. La Minh Thông, La Phù lần nữa quát lớn, vận dụng gia tộc hết thảy mật thám, nội gian, không tiếc bất cứ giá nào đem chuyện này chân tướng cho ta điều tra tinh tường. Vẫn là câu nói kia ta muốn chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ Mặc kệ là diệt ma các vẫn là lạc gia đều muốn tiếp nhận ta la phù lửa giật Trường 1336, chủ nhân ngươi điên rồi sao Giang giật thụ thương thật nặng, cổ mộc thụ thương nghiêm trọng hơn Bất quá hai người thân thể đều phi thường cường đại Nhất là cổ mộc, thân thể nhưng so sánh hỗn độn thú Coi như không có bất kỳ cái gì thuốc chữa thương Bằng vào cường đại thân thể năng lực hồi phục Chỉ cần hạ giới một hai ngày thời gian liền có thể khôi phục gần nửa Đào tẩu lại không chút nào có vấn đề vẻn vẹn tiểu nửa ngày cổ mộc liền có thể ngồi xếp bằng vận công chứa thương, giang giật chứa thương nửa ngày xương cốt cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, không có dễ nước dược hiệu đã sớm mất hiệu lực, cũng may có cổ mộc tại hắn rất yên tâm, nhẹ nhóm vượt qua suy yếu kỳ. Tinh thần hắn khôi phục lại sau có ta không yên lòng, tại chữa thương một ngày về sau, mở to mắt thông qua cùng cổ mộc tinh thần liên hệ truyền đi một cỗ ý niệm, chúng ta muốn hay không trước tìm địa phương ẩn núp đi vạn nhất bị người vây giết liền phiền toái. Chủ nhân yên tâm, cổ mộc cung kính truyền âm tới nói, La ra tại phủ cận cũng không có cường giả, những cái kia hồng hoang cấp hỗn độn thú bị người hỏa diễm dọa chạy về sau, khẳng định tại hỏa trong hồ, bằng vào la ra thần tướng cũng không dám hạ tới. Chờ bọn hắn đưa tin hồi trở lại la ra, la ra thần vương đuổi tới, ít nhất còn cần 10 cái canh giờ. Còn lạc ra người yên tâm đi, hành động lần này ta là người chấp hành, ta không có phát mệnh lệnh, những người còn lại không dám vào nhập ma hỏa sân mạch. Cổ mộc trở thành giang giật hồn nô, là tuyệt đối không dám mưu hại hắn, sở dĩ giang giật an tâm lại, tiếp tục chữa thương đồng thời vừa nghĩ về sau đường ra có được thần vương nô lệ kia không có nghĩa là tuyệt đối an toàn la ra cùng lạc gia thần vương cũng là rất nhiều sở dĩ hắn muốn cho cổ mộc mang theo thoát đi vẫn là rất phiền phức một khi bị hai nhà phát hiện la ra cần hắn làm bằng chứng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn lạc gia càng không cần phải nói đến lúc đó liền sẽ có một nhóm lớn thần vương theo đuổi giết trọng yếu nhất chính là hắn muốn chạy trốn đi cái nào la ra cùng lạc gia quyền thế ngập trời Tại toàn bộ Lam Ưng phủ mạng lưới quan hệ đều rất mạnh. Nhất là La gia còn có một cường giả tại Lam Ưng phủ Chiến thần Các, ra lệnh một tiếng đoán chừng vô số Chiến thần Các thần vương đều sẽ tới truy sát, hắn cùng Cổ Mộc có thể hay không đến tòa thành tiếp theo đều khó nói. Coi như có thể đến, chẳng lẽ lại cả một đời ở tại trong thành trì. Rời đi Lam Ưng phủ, cái này đường dài đằng đẵng, giống như không thể cưới truyền tống trận, vậy cần mất tướng làm đường xa trình, truyền tống trận lại là giá trên trời, bằng vào Cổ Mộc trên thân điểm ấy thần nguyên Đoán chừng cưỡi không được quá xa, căn bản là không có cách rời đi Lam ưng phủ. Quay lại hỏi một chút cổ mộc đi, Giang giật nghĩ đến một trận quyết định trước chuyên tâm chữa thương, chờ hai người thương thế gần như khỏi hẳn, lại tổng cộng hạ làm sao bây giờ. Vận công chữa thương một ngày, thương thế hắn tốt một nửa, chỉ ít bôn tàu cùng chiến đấu không có quá lớn ảnh hưởng, cổ mộc khôi phục được càng nhanh, đã khôi phục bảy tám phần. Cổ mộc, Giang giật lặn tới, lơ lửng tại cổ mộc bên người, quát khẽ nói chúng ta làm sao bây giờ đi cái nào Cổ mộc ngừng chữa thương, tuyết trắng lông mày run run mấy lần, trầm ngâm một hồi lâu mới nói ra, chủ nhân, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tìm một cái bộ lạc tiềm tu, chờ thực lực ngươi đầy đủ sau lại ra ngoài. Nếu không ngươi một khi ra phía ngoài chỉ có một con đường chết, ta và ngươi cùng đi kết cục cũng giống vậy. Chỉ cần tiến vào bộ lạc, coi như thần ưng trong bộ lạc cũng không ai dám công khai giết ngươi, đây là quy tắc, lạc gia cũng sẽ không đi đánh vỡ quy tắc này. Tiềm tu, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, như thiên tinh giới không có nguy hiểm, hắn ngược lại là có thể tiềm tu cái thượng giới mười năm trăm năm, chờ thực lực đạt tới diệt ma chiến thần, đến lúc đó liền có thể tùy ý xông sáo địa sát giới. Thiên tinh giới liền muốn hủy diệt, người để hắn vùi ở thần ưng trong bộ lạc tu luyện. Vậy không bằng để hắn chết đi, dạng này sẽ không thống khổ như vậy, hắn thở ra một hơi thật dài, có chút hy vọng mà hỏi, người có thể mang ta đi Lam Sư Thành sao giống như muốn tiềm tu, ta muốn đi Lam Sư Thành tiềm tu. Giang Tiểu Nô tại Lam Sư Thành, hắn đi Lam Sư Thành, chỉ ít có thể cùng Giang Tiểu Nô cùng một chỗ. Còn thiên tinh giới sự tình, đi Lam Sư Thành đang nghĩ biện pháp đi. Giang Tiểu Nô một cái thuần khiết như tờ giấy tiểu nha đầu, một người lẻ loi chơi trọi tại Lam Sư Tử Bộ Lạc, Giang Giật phi thường không yên lòng. Không thể, cổ mộc trả lời để Giang Giật nội tâm trong nháy mắt trầm lạc đáy cốc, cổ mộc bất đắc dĩ nói ra, thực lực của ta cũng không tính rất mạnh, Lam Sư Thành rất xa, một đường bay qua, đoán chừng ở nửa đường chúng ta liền sẽ chết. Giang giật vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, chúng ta có thể cưới truyền tống trận A, người thần nguyên hẳn là đầy đủ đi lam sư thành A. Ngươi yên tâm quay đầu có cơ hội, ta nhất định còn cho ngươi. Chủ nhân, không phải thần nguyên vấn đề, truyền tống trận thế nhưng là khống chế tại địa sát các trong tay. Cổ mộc cười khổ nói ra, một khi ta và ngươi đi khác thành trì, lạc gia khẳng định sẽ biết, đến lúc đó ta sẽ bị định vì phản đồ. Mặc dù tại trong thành trì, Điện sát các cũng không dám công khai đánh giết ta, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta cưới truyền tống trận. Mà lại, gần nhất thành trì là thần hỏa thành, nếu như ta mang theo người đi, ít nhất cần nửa ngày, đến lúc đó lạc gia cường giả tuyệt đối sẽ truyền tống đi thần hỏa thành. Ở ngoài thành ngăn chặn chúng ta, chúng ta căn bản là không có cách đi vào thần hỏa thành. Lại là tử cục, Giang giật ánh mắt hít lại, vốn cho rằng đạt được một tên thần vương nô lệ, liền có thể phá vỡ tử cục này, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều nội tâm của hắn dấy lên hừng hực lửa giận cùng vô tận biệt khuất tựa hồ chính mình cố gắng thế nào tại cái này thượng giới đều chỉ có thể là một con run dế không được ta phải đi lam sư thành cho dù chết ta cũng muốn xác định tiểu nô sau khi an toàn lại chết dù là chỉ xa xa liếc nhìn nàng một cái giang giật ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng khóe miệng của hắn có chút thượng thiêu mặt mũi tràn đầy tà khí trong ánh mắt quang mang lấp lánh thấy cổ mộc nội tâm một sợ ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường quả nhiên giang giật mở miệng yếu ớt nói cổ mộc giống như bắt lạc huynh nhan chúng ta có thể thành công hay không truyền tống đi lam sư thành cái gì chủ nhân ngươi điên rồi sao cổ mộc đục ngầu con ngươi co rụt lại kinh hô lên chủ nhân cái này tuyệt đối không thể dùng lạc tiểu thư thế nhưng là lạc thành chủ độc nữ ai nếu là động lạc tiểu thư lạc thành chủ tuyệt đối sẽ nổi điên đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đánh chết chúng ta coi như chúng ta tại bộ lạc trong thành trì cũng không an toàn hắn là thành chủ phụ thân hắn đã từng là lam ưng phủ phủ chủ nô tài coi như hắn tại thành trì trong bộ lạc công khai động thủ phủ chủ đại nhân tối đa cũng tự trách phạt hắn ha ha giang giật cười nhạt một tiếng xem thường nói ra ta cầm xuống lạc khuynh nhan lạc thành chủ tại không xác định nữ nhi của hắn an toàn điều kiện tiên quyết hắn dám động thủ lại nói giang giật trong đôi mắt hàn quang lấp lánh tiếp tục nói ra người ta liền thần hỏa thành đều không đi được chỉ có thể đi thần ưng bộ lạc bộ lạc này là lạc gia cùng la ra địa bàn chúng ta ở trong bộ lạc có thể tuyệt đối an toàn bọn hắn không dám công khai đến, ám lấy đến đâu diệt ma các thật sẽ vì ta một tiểu nhân vật, không tiếc cùng hai thế lực lớn vạch mặt như lạc thành chủ nói ta là minh giới gian tế, khăng khăng muốn bắt lại ta ai dám ngăn trở, ai có thể ngăn cản ta chết đi, ngươi có thể sống. Cái này, cổ mộc nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này. Lạc thành chủ là thành chủ, hắn thật muốn hoành đến, diệt ma các cũng không có cách, không bằng hắn vẫn là vô cùng trần trở nói ra, chủ nhân, ngươi trước khác đừng xúc động, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngươi từ từ suy nghĩ đi, Giang giật bá đạo vung tay lên nói, chúng ta trở về còn có một đoạn thời gian, nếu ngươi không thể tại đến thần ưng bộ lạc trước nghĩ ra biện pháp tốt, chúng ta liền đem lạc huynh nhan cầm xuống. Ha ha, nữ tử này hết thảy đều tính toán thiên y vô phùng, không biết có thể hay không tính được đến ta áp chế cầm nàng. mươi 1337, chầm chậm cái rắm. Giang giật quyết định sự tình thường thường sẽ không cải biến hắn để cổ mộc mang theo chính mình dưới đất nham tương hồ bên trong nhanh chóng tiềm hành, muốn nhìn một chút phải chăng có thể lần nữa gặp được địa tâm kim diễm. Hắn chỉ có chín đám dung hợp hỏa diễm, đây chính là đại sát khí, thần vương đều có thể giết chết, giống như có thể lại được đến mấy chục đoàn, hắn tao ngộ thần vương sau sống sót cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Đáng tiếc, hai người đem dưới mặt đất nham tương hồ tìm một lần không có bất kỳ phát hiện nào, núi lửa bên kia dưới mặt đất hồ rất có thể lại có, nhưng thời gian đã qua đã lâu như vậy, La gia thần vương nếu là cưới cao giai thần châu đoán chừng sắp đến, còn không đi hai người đều đi không được. Đi, hắn dị thường quả quyết cùng cổ mục hạ lệnh, cổ mục một cái tay nắm lấy hắn, hướng trong thông đạo đi lên bắn ra. Theo mặt ngoài nhìn như hồ cổ mục cầm xuống giang giật, đây là giang giật cố ý yêu cầu, dạng này có thể tránh khỏi bại lộ quan hệ của hai người. Ngao ngao, kia mười mấy con hồng hoang cấp hỗn độn thú quả nhiên tại hỏa trong hồ, nhìn thấy hai người bay vụt mà lên, lại có chút không dám tới gần nhất là nhìn qua giang giật con người đều là hoảng sợ, loại kia hỏa diễm quá kinh khủng, để bọn chúng bản năng cảm giác được e ngại. Cút, giang giật trong lòng bàn tay dung hợp hỏa diễm quang mang lấp lánh, còn không có xuất hiện kinh khủng nhiệt độ cao tựu bao phủ đi, liền cổ ngục đều có chút không chịu nổi, mười mấy con hỗn độn thú càng là bản năng hoảng sợ đào tẩu. "Chủ nhân." Cổ ngục thống khổ truyền âm tới, giang giật vội vàng đem cái này hỏa diễm thu vào, cổ ngục cắn răng hướng lên trên mặt bắn ra, thần thức bốn phía liếc nhìn tại phụ cận cũng không có phát hiện có người người của La gia thần tướng tới qua vừa bay bắn ra cổ mục tụ nói rất khẳng định đạo Giang giật bốn phía quét qua cũng âm thầm vật đầu là hính đám người thi thể không thấy cổ mục có chút đáng tiếc thở dài đều tại ta lúc ấy quá mau La lộc trong giới chỉ hẳn là có rất nhiều bảo vật cùng thần nguyên đừng nghĩ nhiều như vậy đi mau cẩn thận một chút đừng bị người phát hiện Giang giật thấp giọng nói cổ mục lập tức hướng phương bắc nhanh chóng bay đi Tốc độ của hắn rất nhanh cũng không có phi hành, tại sa mạc bên trong như một cái hỏa hồ nhanh chóng bôn tẩu, thần thức một mực khóa chặt phương viên 10 vạn trượng khoảng cách. Người của La Gia tại phụ cận, vẹn vẹn một lát, cổ mộc liền phát hiện phía trước ẩn núp hai tên thần tướng. Lửa này hồ phụ cận hẳn là khắp nơi đều có người, hắn đôi mắt nhất chuyển nói, thiếu chủ, người đem của ta không gian giới chỉ luyện hóa đi, bên trong có một kiện không gian thần khí, có thể đưa ngươi đặt vào. Người sẽ không ẩn tàng khí tức, rất khó tại không kinh động bọn hắn điều kiện tiên quyết tiềm hành rời đi giới chỉ trả lại cho ngươi giang giật rất tùy ý đem cổ mục không gian giới chỉ ném cho hắn để cổ mục có chút kinh ngạc nguyên bản hắn coi là cái này không gian giới chỉ giang giật hội nuốt riêng bên trong bảo vật toàn bộ lấy đi lại không nghĩ rằng thế mà trả lại hắn bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại hắn là giang giật hồn nô mệnh của hắn đều là giang giật tất cả bảo vật cũng là giang giật tại ai trên thân đều như thế Giang giật cũng không có luyện hóa hắn giới chỉ, hắn nhận lấy chuẩn bị ở sau bên trong xuất hiện một viên hạt châu màu vàng, quang mang lóe lên một cỗ hấp lực đem Giang giật hút vào. Cái này không gian thần khí rất nhỏ a. À? Giang giật trở ra tùy ý quét qua, phát hiện vẻn vẹn chỉ là một cái phương viên ba trượng tiểu không gian, bên trong không có cái gì. Đừng nói cùng huyền thần cung so sánh, coi như càn khôn điện cũng không sánh nổi. Chủ nhân, người cũng chớ xem thường cái này không gian thần khí hỗn nguyên châu, thần khí này tùy ý có thể bán một vạn thần nguyên tại địa giới không gian như thế ổn định bình thường không gian thần khí là không cách nào sử dụng rất dễ dàng bị không gian chi lực nghiền ép hủy diệt cái này hỗn nguyên châu vẫn là năm đó ta đánh giết một tên thần vương đoạt được cổ mộc truyền âm vào đây giang giật có chút kinh ngạc xem ra hắn đem huyền thần cung lưu cho y thiền các nàng là rất quyết định anh minh đoán chừng huyền thần cung đưa đến thượng giới bên trên căn bản là không có cách sử dụng a à nếu không cái này không gian thần khí tại địa sát giới cũng sẽ không chân quý như vậy cổ mộc đem giang giật thu vào về phía sau nhẹ nhóm mang theo tiềm hành, trên người hắn khí tức từ từ biến yếu, cuối cùng càng trở nên không có nửa điểm khí tức, mà lại sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất. Nhưng hắn tốc độ lại không giảm, như một cái hỏa hồ tại sa mạc bên trên tán loạn, tốc độ nhanh như hồng quang. Phía trước có hai tên thần tướng, khoảng cách cách xa nhau có mấy trăm dặm, hai người thần thức thời khắc tại chiều bốn phía liếc nhìn. Chỉ là bọn hắn thần thức đối với cổ mục tới nói quá yếu quá yếu, mỗi khi bọn hắn thần thức quét tới trước cổ mộc trên thân quang mang lóe lên liền sẽ biến thành một cái thạch đầu, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, những này phổ thông thần tướng hoàn toàn không cách nào phát hiện hắn ngụy trang. Giang giật ẩn núp đoạn thời gian kia, cổ mộc kỳ thật một mực tại phụ cận, những cái kia thần tướng một lần lại một lần dò xét, không có phát hiện cổ mộc cũng là bởi vì cái này thần kỳ thuật ngụy trang. Giang giật ẩn núp phụ cận có vết máu đem lộc thúc dẫn đi, đây cũng là cổ mộc cố ý hành động. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, cổ mộc nhẹ nhõm xuyên qua thần tướng vòng vây, hắn tại trưng cầu giang giật sau khi đồng ý, không có đem hắn phóng xuất, tiếp tục một người tiến lên. Tại giang giật thụ ý dưới, hắn phát ra một cái đưa tin, nói cho lạc ra người kế hoạch đã hoàn mỹ chấp hành, để mọi người riêng phần mình theo kế hoạch bí mật trở về thần ưng thành. Chính hắn cũng không có cưỡi thần châu, như thế mục tiêu quá lớn. Theo lạc khuyên nhan kế hoạch, bọn hắn đều cần riêng phần mình bí mật lẻn về, tuyệt đối không thể cùng la ra viện quân đối mặt. Cổ mộc tốc độ quá nhanh, so bình thường nhất thần châu nhanh hơn rất nhiều, thương thế của hắn tốt 7-8 phần, một đường bôn tàu còn một đường tại tự động phục hồi như cũ, đoán chừng tiếp qua 7-8 canh giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn không có thẳng tắp về phía tây bắc thần ưng thành phóng đi, mà là hướng phương bắc bôn tàu, hắn phi thường tinh tường la ra viện quân ngay tại nửa đường, giống như một đường thẳng tắp tiến lên, rất có thể sẽ tao ngộ đến. Lượn quanh một vòng tròn, dạng này bay trở về ít nhất cần hạ giới thời gian 6 ngày tả hữu Giang giật ngược lại là nhàn nhã ở bên trong ngồi xếp bằng tu luyện, Cổ mộc lại là khổ bức Bản thân trở thành người khác hồn nô Đây là phi thường xỉ nhục sự tình Chớ nói chi là trở thành giang giật loại này Con kiến hôi hồn nô Còn muốn trở lại thần ưng bộ lạc Nếu để cho người đã nhìn ra Hắn không chỉ có muốn chết Mà lại một thế thanh danh đều muốn hủy đi Trở thành hồn nô là không cách nào kháng cự chủ nhân ý chí Sở dĩ cầu mong gì khác chết cũng không thể Đây là khổ bức một phương diện Một mặt khác hắn còn muốn nghĩ biện pháp Ngăn cản giang giật xúc động Hắn không phải lạc ra người nhưng hiệu chung lạc gia đã 10 năm, đây chính là thượng giới thời gian. Hắn đối lạc gia có tình cảm, lạc khuynh nhan cũng là hắn nhìn xem lớn lên, hắn lại muốn giúp lấy giang giật đi cưỡng ép lạc khuynh nhan. Giang giật nói, như tại đến thần ưng thành trước còn nghĩ không ra biện pháp, liền theo kế hoạch của hắn đi. Một khi cưỡng ép lạc khuynh nhan, bọn hắn liền không còn có đường lui, dùng hắn đối lạc thành chủ hiểu rõ, hai người tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn rất khổ bức, cứ việc nội tâm phi thường tinh thần sa sút nhưng vẫn là một đường não hải chuyển động nghĩ biện pháp giúp Giang Giật phá cục, là Giang Giật cũng vì chính mình tìm một đầu sinh lộ. Nhưng là, biện pháp không phải tốt như vậy nghĩ, hai đại gia tộc thế lực quá cường đại. song dã năm ngày thời gian, cổ mộc cũng không nghĩ tới biện pháp gì, thần ưng bộ lạc ngay tại phía trước, Giang Giật cái tên điên này một khi đến bộ lạc về sau, sẽ lập tức chấp hành kế hoạch của hắn. Hắn truyền âm vào hỗn Nguyên Châu bên trong, tận sau cùng hy vọng thuyết phục Giang Giật, chủ nhân, ta thực sự nghĩ không ở biện pháp ta còn là cảm thấy. Trước không nên mạo hiểm, tìm địa phương ẩn núp đi, chầm chậm mưu toan. Chậm chậm cái rắm hỗn nguyên châu bên trong giang giật kiên định là thường quát khẽ, ta đã chế định tốt kế hoạch, ta đã quyết định, người đừng muốn lại nói nửa câu nói nhảm, hết thảy theo ta chỉ thị làm việc. Lạc là khuyên nhan, người chơi ta lâu như vậy thời gian, đến phiên ta chơi đùa ngươi. Trường 1338, địch tập, Lạc Khuynh Nhan không có tại thần ưng bộ lạc, mà là tại thần ưng thành bên trong. Lạc gia người đã đưa tin trở về kế hoạch hoàn mỹ thi hành, tất cả mọi người chính bí mật lẻn về, la gia nhất cử nhất động cũng tại nàng giám thị bên trong, nàng cần trong thành tỏa chấn, chủ tính trung toàn cục. Mà lại trước đó không lâu lạc thành chủ rời đi, đi làm ưng phủ. Nghe nói có mấy cái đại nhân vật tới Lam ưng phủ, phủ chủ triệu tập tất cả thành chủ. Tại như thế trước mắt, lạc thành chủ rời đi, để lạc khuynh nhan lại không dám chủ quan, thần ưng bộ lạc biệt viện lực lượng thủ vệ cũng không mạnh, chỉ có tại lạc gia tòa thành bên trong mới tuyệt đối an toàn. Người thông minh thường thường sẽ không để cho chính mình đặt mình vào hiểm địa. Giờ phút này là khuyên nhan ngồi tại lạc gia hậu viện một hoa viên bên trong, trong tay nàng cầm một cái màu trắng tiêu ngọc, u u thổi, tiếng tiêu du dương uyển chuyển, như tố như khóc, nàng thổi thời điểm bộ dáng rất đẹp, khuôn mặt như vẽ, đôi mắt như mưa bụi tràn ngập, xinh đẹp làm lòng người say. Một khúc lạc thôi, nàng buông xuống tiêu ngọc, ánh mắt cũng biến thành thanh minh, nàng nhìn qua nơi xa nở rộ tử la lan khẽ cười lên, nhẹ giọng nói ra, theo thời gian tính toán la gia thần vương hẳn là đến hỏa hồ A cổ mộc bố trí hẳn là kỳ hiệu, la gia rất nhanh sẽ đi tìm diệt ma các phiền toái A cổ mộc cũng nhanh trở về, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Đáng tiếc duy nhất liền là phụ thân không tại, giống như xảy ra ngoài ý muốn tình huống, thiếu một tên có được tuyệt đối lực uy hiếp cường giả. Bất quá cũng không quan hệ, lần này không có để lại nửa điểm chứng cứ, theo của ta bố trí, la gia hoài nghi mục tiêu là diệt ma các ha ha. Giang giật, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách người quá tham lam. Người chỉ là một con run dế, lại vọng tưởng đối kháng la ra dù sao người sớm muộn là chết, sớm một chút lại có quan hệ thế nào đâu. Giang giật tự nhiên không chết, giờ phút này còn nghinh ngang tiến vào thần ưng thành bên trong. Hắn sử dụng không có dễ nước, thả ra huyễn ảnh thần thông, biến thành một tên phổ thông địa sát các thần tướng, đi theo cổ mộc đằng sau xâm nhập vào thành. Sở dĩ ra hỗn nguyên châu là bởi vì lúc vào thành bất luận cái gì không gian thần khí bên trong cũng không thể mang theo võ giả, nếu không sẽ bị cửa thành cấm chế cường đại chấn động ra. Đây là vì phòng ngừa có cường giả dùng không gian thần khí mang theo đại quân lặng yên vào thành, địa giới trong lịch sử đi ra rất nhiều lần chuyện như vậy, có bị minh giới khống chế cường giả, dùng cường đại không gian thần khí mang theo mấy vạn đại quân, vào thành sau tập kích phía dưới, một thành chỉ nhẹ nhõm bị bọn hắn khống chế mà lại cổ mục nói qua lạc gia tòa thành có rất nhiều thần vương giống như trong không gian giới chỉ có sinh mệnh ba động bị bọn hắn dò xét đến sẽ phi thường phiền phức rất dễ dàng bại lộ rất có thể còn không có tiếp cận lạc huynh nhan liền sẽ bị đánh giết biến thành một tên phổ thông lạc gia thần tướng cái này phi thường không thấy được Giang giật linh hồn tại không có dễ nước tăng phúc dưới liền xem như thần vương cũng rất khó dò xét ra đương nhiên giống như tinh tế dò xét vẫn là có rất lớn có thể phát hiện nhưng cổ mục tại lạc gia địa vị cũng tạm được lần này bí mật thay lạc khuynh nhan chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều thần vương kỳ thật biết rõ, những cái kia thần vương dò xét đến là cổ mộc về sau, hẳn là sẽ không tra xét rõ ràng giang giật. Cổ mộc kỳ thật nói qua để giang giật trong thành ở lại, hắn một người đi cưỡng ép lạc khuynh nhan, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Giang giật lại không yên lòng, hắn có thể nhìn ra cổ mộc đối lạc khuynh nhan có một ít tình cảm, như hắn không ở bên người, lạc khuynh nhan lại như thế thông minh, vạn nhất nhìn ra cái gì, sẽ phí công nhọc sức, sở dĩ hắn chỉ có thể mạo hiểm lạc ra ở tại thành bắc khu một đường có cổ mục tại phía trước dẫn đường thông suốt cái này thần ưng thành cùng phía dưới thần ưng bộ lạc so sánh quả nhiên là nông thôn cùng thành thì có khác thành trì cùng bộ lạc là đồng dạng lớn nhưng phía dưới ở lại nhân khẩu là thành nội gấp trăm lần nghìn lần nơi này phòng ở đồng phục chính là tráng lệ tòa thành đủ loại màu sắc hình dạng khí phái rộng lớn đường đi rộng lớn hoàn cảnh yêu mỹ trong bộ lạc khắp nơi có thể thấy được thiên thần võ giả nhưng giang giật trong thành đi thời gian một nén nhang một cái cũng không thấy được, cấp thấp nhất đều là thần tướng. Chỉ cần không mặc địa sát các diệt ma các chiến thần các chiến giáp võ giả, còn lại từng cái áo bảo lộng lấy, khí thế bất phàm. Khó trách nhiều người như vậy muốn vào trong thành trì ở lại, đây là một bước lên trời A, là địa vị cùng thân phận tượng trưng, cái này thành trì lơ lửng tại bộ lạc phía trên, đoán chừng cũng là cố ý kích thích phía dưới cấp thấp võ giả, để hắn tu luyện có động lực đi. Giang giật âm thầm cảm khái, hắn một đường hành tẩu đều rất điệu thấp, chưa từng dám nhìn chằm chằm cường giả xem, sợ bị người xem thấu. Cổ mộc trong thành lẫn vào không tệ, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, cổ mộc tùy ý qua loa một phen, mang theo giang giật nhanh chóng đi thành bắc. Lạc phủ, một tòa uy nghi khí phách đại môn ra giang giật trong tầm mắt, mấy đạo thần thức cũng như như gió mát phúc tán mà tới. Giang giật cảm giác kia mấy đạo thần thức không kém gì lộc thúc, cũng may những này thần thức tại cổ mộc trên thân đảo qua sau lặng yên thối lui, căn bản không có ở trên người hắn dừng lại tham kiến cổ thống lĩnh, ngoài cửa lớn có 10 tên thần tướng thủ vệ, nhìn thấy cổ mộc sau toàn bộ không người hành lễ, cổ mộc trên mặt không có nửa điểm thần sắc ba động, lạnh lùng nói ra tiểu thư có đây không. Như muốn nhan các, một tên thần tướng lập tức trở về đạo, cổ mộc không nói một lời, mang theo giang giật vội vàng hướng bên trong đi đến. Vừa mới đi vào bên trong có một cái quảng trường nhỏ, trên quảng trường một đội tuần tra quân sĩ vừa vặn đi tới, cổ mục lại bá đạo mạnh mẽ đâm tới mà đi, gian giật ở phía sau xem âm thầm kinh hãi. Tham kiến cổ thống lĩnh, tuần tra hộ vệ vội vàng để ở một bên cung kính hành lễ, cổ mục nhìn cũng không nhìn mọi người một chút, tiếp tục lạnh lùng vội vàng tiến lên. Giang giật đi theo sau lưng thở dài một hơi, xem ra cổ mục tại lạc ra địa vị rất cao, phổ thông thần tướng không ai dám trêu chọc hắn. Chờ một chút đi hậu viện ngàn vạn cẩn thận, hậu viện có 10 tên thần vương, còn có một tên thần vương đỉnh phong cùng thành chủ đại nhân chỉ cần thành chủ hai người bọn họ không phát hiện ngươi, chúng ta liền có thể tiến vào nghiêng nhan các, giống như phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ mộc truyền âm đến, giang giật toàn thân căng thẳng, tại lạc gia cũng không phải ở bên ngoài, lạc gia tùy ý có thể xử lý bọn hắn không người dám nói cái gì, dù sao cũng là tại lạc phủ bên trong. Chậm rãi khoảng cách hậu viện càng ngày càng gần, tại sau khi đến viện đại môn lúc, quả nhiên có mấy đạo thần thức quét tới, giang giật giờ khắc này ngược lại không thèm đếm xỉa, mặt không biểu tình nội tâm không minh cái gì đều không muốn đã đến một bước này hắn không còn có đường lui đi bẩm báo tiểu thư liền nói ta trở về cổ mộc không có mạo muội đi vào nơi này cũng không là ai đều có thể đi vào hắn vung tay lên một tên thủ vệ thần tướng hướng bên trong đi đến mà liền tại giờ khắc này một đạo cường đại thần thức quét tới để giang giật linh hồn đều run rẩy đây tuyệt đối là tên kia thần vương đỉnh phong cái này thần thức quá cường đại sau so cổ mộc cường đại mấy lần Giang giật có một loại cảm giác như cái này thần thức khóa chặt hắn, hắn ngụy trang sẽ trong nháy mắt bại lộ. Cổ thống lĩnh, vào đi, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm đột ngột vang lên, lại là lạc khuynh nhan thanh âm. Tại thanh âm này vang lên một khắc này, cái kia đạo vô cùng cường đại thần thức giống như thủy triều thối lui. Giang giật trong lòng bàn tay phía sau lưng đều là mồ hôi, không nghĩ tới một khắc cuối cùng, lạc khuynh nhan ngược lại giúp đại ân. Cổ mộc cũng lau một vệt mồ hôi, hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, mang theo Giang giật nhanh chóng đi vào, hướng bên trong một tòa màu trắng tòa thành nhanh chóng đi đến. Giang giật ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm, tại xuyên qua nghiêng nhan các phòng trước tiến vào hậu hoa viên, hắn nhìn thấy ngồi tại một tấm bạch ngọc trên ghế dài đẹp đến mức lóa mắt là khuyên nhan về sau, hắn rốt cục như chút được gánh nặng, đôi mắt cũng sáng như tinh thần. Ừ, là khuyên nhan lúc đầu không có chú ý Giang giật, nhưng Giang giật trong mắt quang mang hấp dẫn ánh mắt của nàng, nàng cùng Giang giật liếc nhau về sau, thân thể mềm mại lập tức run lên, đầy mắt không dám tin, lập tức nàng bằng nhanh nhất tốc độ khẽ kêu, địch tập. chương 1339, nói ra điều kiện của ngươi. Một câu địch tập kinh động đến toàn bộ hậu viện cường giả, lạc Khuynh nhan là lạc thành chủ độc nữ, lạc thành chủ lão tới nữ, so với mình mệnh thấy còn nặng. Mấu chốt là lạc Khuynh nhan mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, niên kỷ phi thường nhỏ, ấn xuống dưới thời gian tính toán cũng mới 20 tuổi, thực lực lại đạt đến thần tướng cảnh. Bị lạc gia cường giả giúp cho kỳ vọng cao, đều xem nàng như làm người nối nghiệp bồi dưỡng, sở dĩ lần này là thành chủ đi Lam ưng phủ cũng không có mang tên kia thần vương đỉnh phong đi, mà là lưu lại bảo hộ nữ nhi của hắn. Vù vù, tựa như tổ ong vò vẽ nổ tung, 10 tên thần vương đằng không mà lên, vô số thần tướng điên bắn mà đến, mấy chục đạo khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ cả tòa nghiêng nhan các. Ngoá, giang giật không nghĩ tới là khuyên nhan thế mà phản ứng nhanh như vậy vẻn vẹn cùng hắn liếc nhau một cái lập tức phát vấn đề, hắn phục dụng không có dễ nước, có thể là bình thường thần vương đều không thể khám phá hắn ngụy trang, là khuyên nhan vì sao một chút liền có thể nhìn ra. Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ không có dễ trên nước, là khuyên nhan có thể trong nháy mắt khám phá giang giật thân phận là bởi vì không có dễ nước. Nàng tại không có dễ trong nước động tay chân, đương nhiên nàng cũng không có trộn lẫn độc dược, chỉ là trộn lẫn một loại đặc thù thuốc bột, thông qua loại thuốc này bột có thể đơn giản tìm tới giang giật, nàng là sợ giang giật đi ma hỏa sơn mạch sau vạn nhất đào tẩu, vậy liền có thể lần theo loại thuốc này bột tìm tới hắn. Chuyện này kỳ quái ngay tại ở cổ mộc cũng không cảm kích, là khuynh nhan chỉ là cho hắn một viên hạt châu, như giang giật đào tẩu, tựu thông qua hạt châu này tìm kiếm hắn. Giang giật từ đầu tới đuôi đều không có đào tẩu, cổ mộc gần nhất nội tâm phi thường tiêu cực, cũng không có suy nghĩ suy nghĩ chuyện này. Mặc kệ là khuyên nhan như thế nào nhìn thấu chính mình, giang giật phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong đầu của hắn nhất chuyển quyết định tự mình xuất thủ, hắn hét lớn cổ mộc, cản bọn họ lại. Hưu, hắn thân thể hướng là khuyên nhan nhanh chóng hướng về đi, cổ mộc là hồn nô không dám ngỗ nghịch giang giật mệnh lệnh. Hắn cũng biết sang giật muốn làm gì, lập tức sợ hãi đằng không mà lên, trong tay xuất hiện một cái to lớn thiết côn, hướng trước hết nhất bay vụt mà đến tên kia thần vương đỉnh phong phóng đi. Thần vương đỉnh phong rất già, mặt mũi tràn đầy khô thụ ra nếp uốn, mí mắt rủ xuống, đem con mắt đều kém chút che, hắn toàn thân đều là cuồng bạo khí tức, ép tới giang giật thở không được đi đến, hắn còn không có bay tới, tiếng giống giận dữ tựu vang lên, thật can đảm. Các ngươi dám làm tổn thương tiểu thư, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ mộc, người dám phản bội gia tộc ngươi chết không có gì đáng tiếc. Phản bội gia tộc người, muốn sống sống nhận hết 108 loại cực hình mà chết. Mấy tên thần vương cũng bạo hống, bọn hắn phản ứng đều rất nhanh, nhưng bọn hắn theo riêng phần mình trong sân bay tới, cũng nên một hai hơi thời gian a à cách xa như vậy khoảng cách, lạc huynh nhan cùng giang giật cổ một khoảng cách gần như vậy, ai cũng không dám lung tung công kích. Giang giật bằng nhanh nhất tốc độ hướng lạc huynh nhan phóng đi, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đồ thần chảm sớm phóng thích, đồng thời hắn một cái tay khác quang mang lấp lánh, dung hợp hỏa diễm còn không có xuất hiện, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao theo trong lòng bàn tay hắn chuyển đến. Trong hoa viên vô số hoa tươi cây xanh trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, Tụ liền cách đó không xa một cái trong hồ nhỏ nước hồ đều sôi trào, xương trắng cuồn cuộn mà lên. Ông, là khuynh nhan trên thân một kiện màu xanh ra trời sắc chiến giáp hiển hiện, trong tay nàng còn ra hiện một cái xinh đẹp lục sắc tiểu kiếm, lục kiếm quang mũi nhọn lấp lánh không gian có chút chấn động, rõ ràng muốn phóng thích pháp tác công kích, ngăn cản giang giật tới gần. Là khuynh nhan phi thường thông minh, nàng biết rõ chỉ cần ngăn trở giang giật một kích này, nàng mới có thể sống sót, những cái kia thần vương nhẹ nhóm có thể đem giang giật chém thành mảnh vỡ. Giang giật nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan liền muốn phóng thích công kích, xung hợp hỏa diễm lập tức cuồn cuộn mà ra, hắn thiên lực quán chú quát lớn, Lạc tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không ngươi sẽ biến thành một đống thịt nướng.